quý trời cho. chương 651, tình hình hiện giờ ở Kinh Đô. Kinh Đô, tại nhà tổ nhà họ Lâm, một nhóm người cấp cao đang ngồi trong phòng nghị sự. Hứa Bích Hoài ôm bụng bầu lớn ngồi ở vị trí chủ vị, lúc này bầu không khí cả căn phòng có vẻ hơi một ngạt. Hứa Bích Hoài bây giờ đang mang thai 8 tháng, nếu là bình thường, đây là giai đoạn cô nên chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe lẫn tinh thần để sinh con, nhưng mãi cho đến hôm nay cô vẫn đang phải xử lý tất cả những chuyện lớn chuyện bé của nhà họ Lâm. Vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt Hứa Bích Hoài càng ngày càng hiện rõ so với mấy tháng trước. Hai người Hứa Quốc Hoa và Tôn Tuệ Phương đã nhiều lần khuyên cô hãy giao tất cả những công việc của nhà họ Lâm cho ông Độ, nhưng Hứa Bích Hoài vẫn không yên tâm, vì vậy cô cứ vất vả cho đến tận bây giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền trong vài tháng qua, tình hình ở Kinh Đô thay đổi bất ngờ, nhiều hoạt động ngầm đang rục dịch, mà làn sương mù bao trùm nhà họ Lâm mấy tháng nay vẫn chưa tan. Tất cả các thế lực đều đang nhìn chằm chằm nhà họ Lâm như hổ rình mồi. Trong khi đó cuộc cạnh tranh giữa giới kinh doanh cũng càng lúc cùng trở nên khốc liệt mà nguồn gốc của tất cả những chuyện này là bởi vì sự thật Lâm Thanh Diện đã chết. Trong khoảng thời gian mấy tháng qua, cho dù lúc đầu cũng có những người nghi ngờ về cái chết của Lâm Thanh Diện nhưng giờ cũng đã dần chấp nhận sự thật này. Mọi người nhận được tin tức từ nhiều nơi rằng Lâm Thanh Diện đã không xuất hiện ở Kinh Đô trong vài tháng nay. Hơn nữa mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Lâm đều do người vợ đang mang thai của Lâm Thanh Diện lo liệu. Điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Không còn Lâm Thanh Diện, các thế lực còn đang e rè nhà họ Lâm chỉ trong một đêm đã thay đổi 180 độ. Tuy thế lực của nhà họ Lâm vẫn không vừa nhưng thiếu nhân vật cốt cán như Lâm Thanh Diện, miếng bánh ngon nhà họ Lâm này không phải không có ai dám đụng vào. Hơn nữa còn có nhà họ công tôn âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, từng bước nuốt chửng cơ nghiệp tất cả ngành nghề kinh doanh của nhà họ Lâm, thêm vào đó trong nội bộ nhà họ Lâm lòng người hoảng loạn, tự gây xích mích ly gián, ép bức dụ rỗ, tất cả đều đang xảy ra cùng lúc ở khắp các sản nghiệp của nhà họ Lâm. Mặc dù có một phần lực lượng do Lâm Trung Thiên sắp xếp âm thầm giúp đỡ nhưng nhà họ Lâm vốn dĩ đã là mục tiêu chỉ trích của dư luận, cho nên vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, đang tràn ngập nguy cơ một trong những biểu hiện rõ ràng nhất là thương hội thiên nguyên vốn có quan hệ rất tốt với nhà họ Lâm nhưng bây giờ thành tích công việc đã xa suốt trong 3 tháng liên tiếp. Một nửa số công ty trước đây từng hợp tác với họ đã chấm dứt hợp tác bằng nhiều lý do khác nhau. Việc này khiến cho hoạt động kinh doanh của thương hội thiên nguyên bị thu hẹp đáng kể. Dẫn đến tình trạng kinh doanh hiện nay của thương hội thiên nguyên chẳng khác nào mặt trời sắp lặn. Tất cả mọi người đều coi thương hội thiên nguyên và nhà họ Lâm là một miếng mồi béo bở chung. Nếu đã chia ra ăn thì đương nhiên sẽ không lãng phí một miếng nào. Mở chủ, nhà họ triệu và nhà họ tôn, một lần nữa lại lấy lý do phân bổ không hợp lý, bảo chúng ta hãy nhường lại 80% thị phần của hai ngành dịch vụ ăn uống và bất động sản để phân phối lại. Nếu không bọn họ sẽ liên hợp với tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hai ngành này cô lập nhà họ lâm chúng ta. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ông độ buồn giàu nói với hứa Bích Hoài. Cả phòng nghị sự vang lên người mấy tiếng thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Mở chủ, hay là chúng ta bỏ ra một ít thị phần để bọn chúng chiếm lời chút đỉnh. Nói không chừng làm như vậy bọn họ sẽ không tiếp tục gây chuyện với chúng ta nữa. Lúc này có một ông già hơi lớn tuổi lên tiếng nói. Lập tức một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng cạnh ông ta phụ họa, tôi cho rằng không chỉ đưa thị phần cho bọn họ, hơn nữa các sản nghiệp các ngành nghề khác nhau của nhà họ Lâm đều phải chia cho bọn họ. Bây giờ sở dĩ chúng ta đang bị mọi thế lực nhìn chằm chằm còn không phải bởi vì nhà họ Lâm chiếm quá nhiều lợi ích sao? Nếu chúng ta chủ động hạ thấp nhà họ Lâm xuống một bậc thì tin rằng bọn họ sẽ không ngấp nghé chúng ta như vậy nữa. Hứa Bích Hoài cao mày khi nghe những lời của hai người này. Cô không ngờ áp lực bên ngoài đối với nhà họ Lâm lại lớn đến mức khiến cho có người muốn cắt gần hết thị phần của nhà họ Lâm để tự bảo vệ mình đến vậy nếu cách này có hiệu quả có lẽ hứa bích hoài sẽ suy nghĩ xem sao nhưng những người sáng suốt đều biết mục đích của những người ngấp nghé nhà họ lâm nếu chỉ lấy ra một phần thị phần thì không thể nào lấp đầy bụng của những người này được làm như vậy không khác nào cắt thịt nuôi sói những con sói đói kia mãi mãi sẽ không biết no bây giờ sở dĩ bọn họ dám manh động cũng bởi vì nhà họ lâm ở kinh thành có địa vị nhất định nếu chia luôn thị phần này đi đến lúc đó bọn họ sẽ càng không xem nhà họ lâm ra gì sau này không được nhắc đến những suy nghĩ tương tự như vậy nữa hứa bích hoài nghiêm nghị nói cả ông già và người đàn ông trung niên kia liếc nhìn hứa bích hoài sau đó không nói gì nữa nói cho nhà họ triệu và nhà họ tôn biết thị phần của nhà họ lâm ta là dựa vào thực lực lấy được từng chút một bọn họ không có tư cách đòi nhà họ lâm chúng ta phân bổ thị phần nếu bọn họ thật sự muốn có có thể đến cướp thẳng chúng ta sẽ không khách sáo với bọn họ hứa bích hoài tiếp tục nói ông Độ lập tức gật đầu, hoàn toàn không phản đối mệnh lệnh của hứa Bích Hoài. Cuộc họp tiếp tục diễn ra, hầu hết nội dung tiếp theo vẫn giống như các vấn đề trước. Hứa Bích Hoài đã chỉ thị rõ ràng từng cái một, lúc cuộc họp kết thúc đã là hai tiếng sau. Mọi người tản đi, ông Độ đi tới trước mặt hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài mở miệng nói, ông Độ, phiền ông hai ngày nay chú ý đến hai người Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ này một chút. Tôi nghi ngờ hai người bọn họ đã bị nhà họ Lâm và nhà họ Tôn mua chuộc rồi. Ông Độ gật đầu, cung kính nói, vâng, mở chủ. Lâm Trừng Hải là ông lão lúc nãy, còn Lâm Hổ lại là người đàn ông trung niên kia. Sau khi dặn dò xong, hứa Bích Hoài cũng đứng dậy khỏi ghế, cảm giác đau nhức ập đến khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Sau khi vươn tay khẽ xoa bụng thì cảm giác này mới giảm bớt chút. Nhóc con, mẹ đây chính là đang giúp con bảo vệ Giang Sơn đấy. Sau này nếu con không hiếu thuận thì mẹ đúng là bị con chọc tức chết thôi. Hứa Bích Hoài cười sau khi ông độ rời đi hứa bích hoài cũng chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng vừa đi tới cửa bên tai cô đã chuyển đến một loạt tiếng bàn luận các người nói xem rốt cuộc đến khi nào mợ chủ của chúng ta mới tỉnh táo lại đây bây giờ cả kinh đô đều biết gia chủ của chúng ta đã chết rồi thời của nhà họ lâm đã hết chỉ có một mình cô ta là vẫn một mực tin rằng gia chủ vẫn còn sống làm như vậy không phải là đang lừa mình dối người sao đúng vậy nhưng bây giờ cô ta đang nắm đại quyền nhà họ lâm mà chúng ta cũng chỉ có thể chơi trò tự lừa dối bản thân này với cô ta mà thôi. Theo tôi thấy, vào lúc này lựa chọn nhường nhịn mới là đúng, nhìn tình hình trước mắt, bên ngoài đang nhòm ngó nhà họ Lâm, nếu chỉ là một trong số bọn họ thì nhà họ Lâm chẳng xem là gì nhưng một khi bọn họ liên kết lại, với tình trạng bây giờ của nhà họ Lâm, e là hoàn toàn không chống đỡ được. Anh thì biết cái gì, không chừng đây chỉ là một trong những thủ đoạn để mợ chủ kiểm soát nhà họ Lâm chỉ cần khăng khăng gia chủ vẫn chưa chết thì cô ta vẫn có thể nắm hết quyền tại nhà họ Lâm. Nhưng đã trôi qua nửa năm rồi, nếu gia chủ vẫn còn sống thì ngài ấy đã sớm trở về rồi. Cô ta đây là xem tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc à. Nghe những lời bình luận của đám người bên ngoài, hứa Bích Hoài đột nhiên cảm thấy chua sót trong lòng, nước mắt trực trào ra nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng nhịn xuống. Trong khoảng thời gian này, cô phải chịu áp lực lớn hơn bất kỳ người nào trong nhà họ Lâm. Bởi vì chỉ có cô biết rằng Lâm Thanh Diện vẫn còn sống, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay về. Nhưng cô lại không ngờ rằng người nhà họ Lâm lại bàn tán sau lưng cô như vậy. Một người sắp làm mẹ như cô lại nghe được những lời này sao không cảm thấy oan ức cho được. Cô hít một hơi thật sâu, đợi cho đến khi những người bên ngoài rời đi rồi mới từ từ bước ra ngoài. Lâm Thanh Diện, em chỉ là không muốn sản nghiệp của nhà họ Lâm dâng không công cho người khác mà thôi, nhưng tại sao bọn họ lại nói em như vậy chứ? em còn có thể chống đỡ được đến lúc anh trở về không? chương 652, nước ra rồi. Nước em mờ, nhà họ công tôn. Trước mảnh sân rộng lớn, công tôn thắng đang đứng trước mặt sáu người đàn ông vạm vỡ, mặt nở nụ cười hài lòng. Trên mảnh sân này, đầu đầu cũng thấy những tảng đá vụn, mấy khúc gỗ bị cắt làm hai cùng với những thanh sắt bị uốn cong, nhìn qua khắp nơi vô cùng bừa bộn. Mà người gây ra cảnh tượng này chính là sáu người đang đứng trước mặt công tôn thắng này đây lúc nãy bọn họ đã biểu diễn tay không chặt gỗ, đập đá và bẻ cong thanh sắt trước mặt công tôn thắng, hơn nữa còn tiến hành cuộc thi đấu võ trình độ siêu cấp. Không lâu sau, một ông già gầy gò đến bên cạnh công tôn thắng. Người này không phải ai khác mà chính là gia chủ nhà họ công tôn, công tôn phục. Công tôn thắng quay đầu nhìn công tôn phục sau đó gọi ông nội. Công tôn phục gật đầu, nhìn chằm chằm sáu người kia hỏi, mấy tháng huấn luyện này có kết quả gì không? Công Tôn Thắng cười nói, "Trải qua chỉ dậy mấy tháng nay của con, thực lực của sáu người bọn họ thấp hơn cao thủ nội kình nhưng cũng đã là vô địch. Con đã thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với cách thổ nạp mà sư phụ đã dạy con, đưa cho bọn họ tu luyện. Mặc dù như vậy sẽ không thể tu luyện được nội kình thật sự nhưng cũng mạnh hơn cao thủ bình thường rất nhiều." Công Tôn Phục gật đầu khen ngợi, "Không tệ, nhà họ Công Tôn ta xuất hiện nhân tài, sau này nhà họ Công Tôn dưới sự dẫn dắt của con nhất định sẽ đứng trên đỉnh thế giới." Công Tôn Thắng không hề nói gì, theo anh ta thấy những lời khen ngợi của Công Tôn Thắng vốn dĩ chỉ nói sự thật về anh ta mà thôi. Trong khoảng thời gian này để nâng cao trình độ sức mạnh vũ lực của nhà họ Công Tôn, anh ta đã chịu khó tạo ra một bản sao sơ sài về cách thổ nạp mà Lôi Uyên Hành đã truyền lại cho anh ta, sau đó dạy lại cho một đám cao thủ nhà họ Công Tôn. Sở dĩ anh ta làm như thế là bởi vì Lôi Uyên Hành có quy tắc, cách thổ nạp không thể tùy tiện truyền cho người khác nói một cách bình thường những người có gia thế bình thường như bọn họ là không có tư cách tu luyện nội kinh. Vì để không bị lôi uyên hành trách cứ, anh ta cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tạo ra một phiên bản sơ sài như vậy. Chỉ là điều này đối với tình trạng hiện nay của nhà họ công tôn mà nói như vậy cũng đủ dùng rồi. Sáu người này được lựa chọn tỉ mỉ trong số rất nhiều cao thủ của nhà họ công tôn. Bây giờ bọn họ đã tu luyện cách thổ nạp đơn giản nhất của công tôn thắng, thực lực của bọn họ được cải thiện rất nhiều chỉ cần tùy tiện chọn ra một người trong số 6 người bọn họ cũng có thể đánh cho những người tự xưng là cao thủ của các gia tộc đứng đầu thế giới kia không còn sức đánh trả. Người của ông đến đưa tin báo rằng nhà họ Lâm ở Kinh Đô vẫn đang cố kéo dài hơi tàn. Trước đó ông đã cho người dở một số thủ đoạn với nhà họ Lâm này, không ngờ bọn họ vẫn có thể giải quyết được hết. Cho nên sau lưng nhà họ Lâm này chắc hẳn vẫn có sự tồn tại nào đó mà chúng ta chưa biết tới. Mà trong khoảng thời gian gần đây, Người của ông nhìn thấy lý phủ đồ của quan lĩnh xuất hiện gần nhà họ Lâm, mà xuất hiện cùng lúc với anh ta còn có cao thủ xếp thứ hai, thứ ba trong chiến thần bảng quan lĩnh. Nếu ông đoán không lầm, người nhà họ Lâm có thể đứng sừng sững đến bây giờ chắc hẳn là do quan lĩnh âm thầm giúp đỡ. Công tôn phục nói ra suy nghĩ của mình cho công tôn thắng biết. Công tôn thắng híp mắt lại, lẩm bẩm nói: Quan lĩnh chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy mà lại muốn chống đối với nhà họ công tôn ta, đầu óc của ông chủ bọn họ e là úng nước rồi đừng coi thường khu nghỉ dưỡng quan lĩnh này. Theo ông quan sát, từ khi ông chủ của bọn họ đổi thành đồ thiên tuyệt, quan lĩnh đã hoàn toàn khác với trước đây. Trước kia nhà họ thương quan bị tiêu diệt, ông đã tìm ra được một ít manh mối, chỉ sợ nơi này đang che giấu bí mật mà chúng ta không biết được. Công tôn phục nói. Công tôn thắng khịt mũi xem thường nói, cho dù bọn họ có bao nhiêu bí mật, cuối cùng cũng sẽ bị nhà họ công tôn của chúng ta trả đạp dưới chân. Sau đó anh ta nhìn sáu người trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu rồi lẩm bẩm vừa vặn con cũng muốn nhìn xem thực lực thật sự của sáu người bọn họ nếu ba người đứng đầu của chiến thần bảng quan lĩnh đều ở kinh đô vậy không bằng để cho sáu người bọn họ đến đó một chuyến đi lần này con sẽ dạy cho đám người quan lĩnh kia một bài học sẵn tiện tiêu diệt luôn nhà họ lâm ruồi nhặng kia trong núi sâu hoa nở rồi tàn trong nháy mắt lâm thanh diện đã ở đây được sáu tháng phía sau đỉnh núi Lâm Thanh Diện đang đứng trước một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng chim hót líu lo, khắp nơi đều hiện rõ sức sống bừng bừng của thiên nhiên. Trước mặt Lâm Thanh Diện có một phiến đá được nước rửa sạch cực kỳ nhẵn nhụi. Trên phiến đá có ba dấu tay với các sắc thái khác nhau, chỗ sâu nhất dày khoảng ba tấc, cực kỳ dọa người. Ba dấu tay này là do Mục Tu và hai sư huynh tu luyện nội kình khác đã dựa vào nội kình của mình in trên phiến đá. Đây là tiêu chuẩn để bọn họ tự kiểm tra sức mạnh của bản thân bởi vì quanh năm suốt tháng được thác nước nhỏ phía trên dội rửa nên mật độ của phiến đá này khác xa so với những phiến đá bình thường trong tình huống bình thường chỉ có máy móc mới có thể để lại dấu ấn trên phiến đá này mà sư phụ đã hứa với lâm thanh diện rằng khi nào lâm thanh diện có thể dùng nội kình của mình để lại dấu tay dày năm tấc thì sẽ cho anh rời khỏi nơi này lúc này ba người mục tu lý tam thốn và lương cung nhạn xương đứng cách đó không xa đang nhìn chăm chú lâm thanh diện đứng trước phiến đá mục sư huynh huynh nói xem cậu ta có thể để lại dấu tay sâu bao nhiêu trên phiến đá kia lý tam thốn hỏi mục tu hơi xem thường nhìn lâm thanh diện nói nhiều lắm thì ngang ngửa với tôi thôi nói không chừng còn không bằng tôi ấy chứ tuy anh ta đã thua lâm thanh diện nhưng để trong lòng anh ta cảm thấy cân bằng hơn anh ta cứ luôn cho rằng sở dĩ lâm thanh diện đánh thắng anh ta là do dựa vào thiên phú của mình mà thiên phú là thứ anh ta không thể ước ao được nhưng tốt xấu gì anh ta cũng luyện nội kinh sớm hơn Lâm Thanh Diện 3 năm. Về mức độ thâm hậu của nội kinh, Lâm Thanh Diện hẳn là kém hơn anh ta. Mà độ nông sâu của dấu tay trên phiến đá tùy thuộc vào nội kinh, cho nên anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ không thể nào vượt qua kỷ lục của anh ta đã ghi. Lương Cung Tuyết Sương chừng mắt nhìn Mục Tu nói, cậu lại dám xem thường Lâm Thanh Diện. Sao thế, là do đại tỷ tôi đây không quản được cậu nữa rồi sao? Lập tức Mục Tu vẻ mặt lúng túng, vội vàng nói tôi tôi sai rồi xin lỗi sau khi để thua lâm thanh diện vào lần đó theo lời cược mục tu trở thành tiểu đệ của lương nhạn sương anh ta không phải là người không chịu thua cho nên nghiêm túc thực hiện lời cá cược bây giờ trước mặt lương cung nhạn sương anh ta không dám làm càn lý tam thốn nhìn thấy cảnh tượng này muốn cười nhưng lại không dám cười chỉ có thể nín nhịn qua một lúc lâu lâm thanh diện đang đứng trước phiến đá rốt cục cũng động đậy sức mạnh cả người đều tập trung vào lòng bàn tay sau đó đập mạnh lòng bàn tay về phía trước xung quanh gió mạnh cũng bắt đầu thổi lên dầm một tiếng lâm thanh diện thu hồi lòng bàn tay nhìn về phía phiến đá phiến đá vẫn còn nguyên vẹn trừ ba dấu tay trước đó không có dấu tay thứ tư in trên đó ba người mục tu đều vội vàng đi lên sau khi nhìn thấy tình trạng trên phiến đá thì trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không thể nào Thế mà hoàn toàn không có chút dấu vết nào. Rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà đánh bại được mục sư huynh vậy? Lý Tam thốn hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Mục tu cười ha ha, diễu cợt nói, lâm thanh diện, lúc chiến đấu quả thật mày rất mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc mày vẫn còn quá trẻ. Trên phiến đá này hoàn toàn không có dấu vết của cậu, so với tôi cậu vẫn còn kém lắm. Anh ta còn chưa nói xong thì nụ cười trên môi đã vụt tắt bởi vì tảng đá trước mặt lâm thanh diện kia đã phát ra tiếng lách cách, sau đó liền nứt ra làm hai. chương 653, tôi thích anh. Trước căn nhà gỗ của sư phụ, lâm thanh diện đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng, giờ anh đã đánh vỡ hòn đá đó bằng một trường, xem như đạt được yêu cầu của sư phụ, có thể rời khỏi đây rồi. Sáu tháng tu luyện ở trong núi cũng không ngắn, hơn nữa nếu tính thời gian thì đứa bé trong bụng hứa bích hoài cũng sắp chào đời rồi, giờ anh vẫn chưa biết rõ tình thế nhà họ Lâm như thế nào, nên phải mau chóng quay về ngay. Lúc này Mục Tu đang đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, những lời mỉa mai mà anh đã nói với Lâm Thanh Diện lúc nãy đã biến thành những cái tát, và mạnh vào mặt anh, lần này, anh thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của thiên tài, sau này anh sẽ không dám tùy tiện chê cười Lâm Thanh Diện nữa. Lý Tam Thốn đang đứng bên cạnh Mục Tu, vườn tay vỗ vai anh ta an ủi, sư huynh, thật ra em có thể hiểu được tâm trạng của anh, giờ em cũng có cảm giác giống như anh, anh đừng cảm thấy mình bị đả kích quá, người bình thường như chúng ta không thể so bì với người thiên tài như anh ấy. Giờ em đã rút ra được một kết luận đó là, chúng ta hãy chấp nhận hiện thực về việc chúng ta không bằng anh ấy. Mục tu vừa nghe Lý Tam Thốn nói vậy thì trong lòng càng khó chịu hơn, anh thật sự không biết suốt cuộc tên này đang an ủi mình hay đang nói móc mình nữa. Còn Lương Cung Nhạn Sương thì mang vẻ mặt vui mừng, nhưng lúc nãy trên đường tới đây, lâm thanh diện đã nói với cô ta rằng đã đến lúc anh phải đi rồi làm cô ta không khỏi cảm thấy hơi mất mát cô ta nhìn chằm chằm lâm thanh diện với ánh mắt phức tạp như đang xoắn suýt vấn đề gì đó mấy sư huynh đệ khác cũng đứng bên cạnh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tam thốn đã xảy ra chuyện gì thế sao sắc mặt mục sư huynh lại khó coi như vậy một sư huynh khác hỏi Lý Tam Thốn định kể lại chuyện Lâm Thanh Diện một trưởng đánh vỡ đá kiểm tra lực nội kình ra làm hai cho bọn họ nghe, nhưng lại bị mục tu lườm nên đành phải nuốt lời nói đã tới bên miệng xuống. Khủ khủ, giờ tâm trạng mục sư huynh đang không vui, nên chuyện này để sau hãng nói. Lý Tam Thốn khẽ ho một tiếng. Mọi người càng tò mò hơn, không ngừng quan sát người mục tu, càng làm anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện thấy sư phụ không hề bước ra khỏi nhà gỗ, thì lớn tiếng gọi sư phụ con đã hoàn thành yêu cầu mà sư phụ đề ra rồi tảng đá đó đã bị con đánh vỡ bằng một trưởng rồi mọi người nghe lâm thanh diện nói thế thì hơi nghi ngờ tảng đá tảng đá gì thế chẳng phải chỉ đánh vỡ một tảng đá thôi ư đâu cần phải báo cáo với sư phụ trời ơi có khi nào là tảng đá mà mấy người mục sư huynh đã đánh trưởng tay không chẳng phải nói độ dày và độ cứng của tảng đá đó rất lớn ư cho dù có cầm búa cũng chưa chắc đã để lại vết tích trên đó, thế mà Lâm Thanh Diện lại một trường đánh vỡ nó. "Không, không hổ là đệ tử sư phụ tự hào nhất, thiên phú đáng sợ như vậy thật sự không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được." Chẳng mấy chốc, giọng nói già nua của sư phụ đã vọng ra từ trong căn nhà gỗ, "Con đi đi, con cứ nhớ kỹ những gì con đã đồng ý với ta là được." Lâm Thanh Diện hiểu rõ tính cách sư phụ mình, biết sư phụ nói như vậy là đã đồng ý cho mình rời đi rồi. Hơn nữa lúc trước, sư phụ đã nói hết những lời nên nói với anh rồi. Sư phụ dạy nổi kình cho Lâm Thanh Diện, một mặt là vì xuất phát từ tình cảm thầy trò, mặt khác là hy vọng sau này những lúc sư phụ cần anh giúp đỡ, thì Lâm Thanh Diện có thể đáp ứng tất cả. Dựa theo sự suy đoán của Lâm Thanh Diệt, hình như sư phụ đang tính toán mấy chuyện gì đó, sở dĩ ông thu nhận nhiều đệ tử như vậy, có lẽ không chỉ đơn giản là vì sở thích, mà chắc chắn sau này sẽ có lúc sư phụ cần đến anh. Mặc dù không biết sư phụ sẽ bảo anh làm gì, nhưng dựa vào phần ân tình mà sư phụ đã truyền dạy bản lĩnh cho anh, mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa, Lâm Thanh Diện cũng có thể làm được mà không hề do dự. Người ta đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, tất nhiên mình phải trả ơn lại gấp bội. Lâm Thanh Diện đứng bên ngoài nhà gỗ đợi một lát, rồi quỳ thẳng xuống, dập đầu ba cái về phía cửa, sau đó mới đứng dậy, xoay người đi về phía lương cung nhạn xương. Hôm nay đã đến lúc anh phải rời đi rồi. Tôi phải đi rồi, cô có thể chọn ở lại nơi này hoặc theo tôi rời đi." Lâm Thanh Diện nói. Lương Cung Nhạn Sương đáp lại ngay, "Tôi ở lại đây làm gì, anh đợi tôi một lát để tôi đi thu dọn đồ đạc." Nói xong, cô liền chạy vào căn nhà gỗ của mình. Lúc này mọi người mới phản ứng lại là Lâm Thanh Diện sắp rời đi rồi, ai cũng nhìn anh với ánh mắt đã thay đổi. Mặc dù năm đó Lâm Thanh Diện cứ khăng khăng rời đi, đã để lại ấn tượng xấu với mấy sư huynh đệ, nhưng trong khoảng thời gian này thiên phú mà anh bộc lộ ra ngoài đã thuyết phục bọn họ lần nữa. Dù ngày thường có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫn là sư huynh đệ, nên mọi người vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện sắp phải rời đi, ai cũng hơi xúc động. Lý Tam Thốn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, do so dự một lát rồi nói, mặc dù khoảng thời gian này tôi có chút hiểu lầm với anh, nhưng anh đã dùng thực lực của mình để chứng minh, anh chính là đệ tử mà sư phụ tâm đắc nhất, anh đi, tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió." Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lý Tam Thốn, anh biết cậu nhóc này chỉ hơi hiếu thắng thôi, chứ không có thù địch gì với anh. Mục Tu do dự một lát, rồi cũng tiến lên một bước nói, "Quả thật cậu rất mạnh, làm tôi cảm thấy mặc cảm vì mình không bằng cậu, nhưng sau này tôi sẽ trở thành đối thủ để đọ sức với cậu, hy vọng lần sau gặp mặt, cậu sẽ không làm tôi thất vọng." "Nhất định rồi." Lâm Thanh Diện đáp lại, Mấy sư huynh đệ còn lại cũng bước tới bắt đầu nói lời từ biệt với Lâm Thanh Diệt, anh cũng lần lượt đáp lại, đợi đến khi lương cung nhạn xương thu dọn xong, cô cũng hơi luyến tiếc chào tạm biệt với mọi người, sau đó mới cùng anh lên đường trở về. Lúc ra khỏi núi, trời đã sầm tối rồi, hai người đi tới một trấn nhỏ dưới chân núi, Lâm Thanh Diện muốn đi tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này lương cung nhạn xương lại dừng lại, nhìn anh hơi do dự. Sao thế? Lâm Thanh Diện hỏi. Một lúc sau, lương cung nhạn sương mới hỏi anh có phải qua đêm nay anh sẽ quay về kinh đô đúng không lâm thanh diện gật đầu không hiểu lương cung nhạn sương đang muốn hỏi gì vậy anh có từng nghĩ tới anh có muốn dẫn tôi quay về cùng anh không lâm thanh diện sửng sốt anh thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này khoảng thời gian này lương cung nhạn sương luôn ở bên cạnh anh hơn nữa cô cũng có ơn cứu mạng anh nên anh chưa từng có suy nghĩ sẽ đuổi cô đi thấy lâm thanh diện trần trừ trong lòng lương cung nhạn xương cũng đã có đáp án, cô cười nói, được rồi, chúng ta đi tìm nơi qua đêm trước đi. Lâm Thanh Diện cảm nhận được sự khác thường của lương cung nhạn xương, nhưng không biết nên nói với cô về chuyện này như thế nào, đành phải gật đầu, nghĩ rằng đợi ngày mai anh sẽ suy nghĩ lại câu hỏi của cô. Hai người đi tới một quán trọ hơi cũ kỹ, dưới sự nài nỉ của lương cung nhạn xương, hai người cũng thuê được một căn phòng tiêu chuẩn, trong phòng có hai chiếc giường, Lâm Thanh Diện cảm thấy vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nên không nói gì. Buổi tối khi đi ngủ, kỳ lạ là lương cung nhạn xương không tới gây rắc rối cho Lâm Thanh Diệt, mà chỉ nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Sáng hôm sau khi thức giấc, Lâm Thanh Diệt nhìn qua bên giường lương cung nhạn xương, thì thấy trên giường đã trống trơn, chăn cũng xếp rất gọn gàng. Lâm Thanh Diệt tưởng cô đi rửa mặt rồi, nhưng sau khi bước xuống giường thì thấy có một tờ giấy đặt ở đầu giường. Anh cầm tờ giấy đó lên, sau khi đọc xong thì tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài tên ngốc tôi về nhà rồi tôi biết trong tim anh đã không còn chỗ cho tôi đứng nữa rồi cho dù tôi ngốc nghếch đuổi theo anh như thế nào thì cũng chỉ đổi lấy sự vô ích mà thôi nhưng khoảng thời gian sống trong núi là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi tôi hy vọng khoảng thời gian này sẽ là ký ức duy nhất giữa tôi và anh tôi mặc kệ anh có đồng ý hay không thì tôi cũng tuyên bố khoảng thời gian này anh là thuộc về tôi tất nhiên tôi cũng không muốn sau lần chào tạm biệt này thì tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa, anh đừng quên anh còn nợ tôi một mạng đó, anh phải nhớ tới thăm tôi đấy, tôi cũng không ngại việc anh dẫn theo Bích Hoài, còn con của hai người nữa, tôi sẽ chuẩn bị cho thằng bé một món quà. Cuối cùng, mặc kệ anh có tiếp nhận hay không, tôi cũng phải nói. Tôi thích anh, tình cảm là thứ rất khó hiểu, Lâm Thanh Diện cũng không biết, rốt cuộc mình nên đáp lại tình cảm của Lương Cung Nhạn Sương như thế nào. Anh khẽ lắc đầu, nếu đã nghĩ không thông, vậy thì trả ơn gấp trăm ngàn lần cho Lương Cung Nhạn xương. Anh không thể chấp nhận tình cảm của Lương Cung Nhạn xương, nhưng anh có thể che chở cho cô, để cô cả đời bình an, không ai ức hiếp được cô. chương 654, về Kinh Đô Trên chuyến xe trở về Kinh Đô, Lâm Thanh Diện ngồi ở ghế gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thất thần. Bởi vì mất ngủ hơn nửa năm sống trong núi, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng không thể nào cạo dâu cắt tóc, nên lúc này tóc tai và dâu anh mọc rất dài quần áo trên người cũng vì thường xuyên tập luyện mà rách dưới do đó nhìn anh có vẻ rất lôi thôi cơ bản đã không nhìn ra diện mạo vốn có của anh cũng chính vì vẻ ngoài hiện tại của anh đã làm những người có mặt trên xe đều nhìn chằm chằm anh với ánh mắt khác thường ghế bên cạnh anh cũng không có ai bởi vì mọi người đều khá sợ anh vừa hay lâm thanh diện có thể yên tĩnh giờ lâm thanh diện đã rời khỏi thị trấn nhỏ được hai ngày rồi qua hai ngày cuối cùng anh cũng về tới khu vực Kinh Đô, anh ít lấy bầu không khí ở nơi này, cảm nhận sự quen thuộc đã lâu mới thấy lại. Mấy người nghe thấy gì chưa, tối mai nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc long trọng ở khách sạn Kinh Vân, đến lúc đó toàn bộ người có máu mặt trong giới kinh doanh ở Kinh Đô đều tới tham dự. Nghe nói buổi tiệc lần này của họ là để thương lượng chuyện đối phó với nhà họ Lâm, tôi nghe người thân của tôi nói, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn định thông qua buổi tiệc này, ép nhà họ Lâm giao hết tài sản ra ngay để mọi người cùng phân chia. Nghe mấy người trên xe bàn luận về chuyện nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện liền bị thu hút ngay. Thật không, cuối cùng nhà họ Triệu và nhà họ Tôn cũng định ra tay với nhà họ Lâm rồi ư. Chật chật chật, tôi nghe nói lúc trước người nhà họ Triệu tới nhà tổ nhà họ Lâm gây sự, không biết bọn họ dẫn cao thủ ở đâu tới, đánh người nhà họ Lâm tơi bởi hoa lá, gà bay chó sủa. Chuyện này tôi cũng nghe qua rồi, nghe nói nhà họ Lâm có một cao thủ tên là Lý Phủ Đồ, Lúc trước có người tới gây sự, đều bị Lý phủ đồ này giải quyết hết, nhưng lần này anh ta không khác gì đứa bé 3 tuổi khi đứng trước mặt mấy người mà nhà họ Triệu dẫn tới, mới mấy chiêu đã bị hạ gục rồi. Không ngờ nhà họ Lâm Huy Hoàng năm đó, lại rơi xuống bước đường này, thật khiến người khác phải kinh ngạc. Chuyện này đều là vì Lâm Thanh diện nhà họ Lâm đã chết rồi, hơn nữa lại có người âm thầm gây xích mích, trước đây nhà họ Triệu và nhà họ Tôn luôn bị nhà họ Lâm đè ép ở bên dưới đến giờ mới có can đảm khiêu khích với họ. Một gia tộc to lớn như vậy lại không có người cầm quyền thì dễ chia đàn sẻ ngẽ. Nghe nói giờ vợ Lâm Thanh Diện đang quản lý nhà họ Lâm, đây cũng là một người phụ nữ lợi hại, dù đang mang thai vẫn xử lý công việc cho nhà họ Lâm. Qua thời gian dài như vậy vẫn duy trì không làm nhà họ Lâm bị sụp đổ. Nếu không phải vì cô ấy, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ không tổ chức buổi tiệc lần này. Tôi biết chuyện này rồi. Hơn nữa nghe nói vợ Lâm Thanh Diện sắp sinh rồi. Nhà họ Triệu và nhà họ Tôn Định nhân cơ hội cô ấy không có sức lực để xử lý công việc nhà họ Lâm, để đạt được thỏa thuận với mấy người trong giới kinh doanh ở kinh đô, ép nhà họ Lâm phải đi vào khuôn khổ. Nghe thấy những lời bàn tán của mấy người này, trong lòng Lâm Thanh Diện không khỏi xúc động, anh không ngờ trong nửa năm này, Hứa Bích Hoài lại thay anh gánh vác trọng trách mà lẽ ra phải thuộc về anh, còn làm nhà họ Lâm đi tới ngày hôm nay mà không bị sụp đổ. Cũng may anh về kịp lúc, nếu anh về trễ hơn một ngày để nhà họ Triệu và nhà họ Lâm tiến hành kế hoạch, vậy thì hậu quả thật khôn lường. Nhà họ Triệu và nhà họ Tôn à, nếu bọn họ muốn chết, vậy thì tôi sẽ tác thành cho họ, hôm nay Lâm Thanh Diện tôi đã trở về, chắc chắn đuổi cùng giết tận những kẻ đã bắt nạt vợ tôi. Lâm Thanh Diện lầm bẩm trong lòng. Một lúc sau, xe khách dừng giữa đường để bắt khách, một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cậu bé khoảng 6-7 tuổi bước lên xe. Người phụ nữ trung niên quan sát một lượt, nhận ra chỉ có chỗ bên cạnh Lâm Thanh Diện là còn trống, nên dẫn cậu bé đi tới đó ngay. Cậu bé nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Thanh Diện thì nhanh chóng giơ tay lên chỉ mặt anh nói, bà nội bà nhìn xem, tóc người này dài ghê. Người phụ nữ trung niên vội kéo tay cậu bé lại nói, cháu tránh xa người này một chút, nói không chừng là người sống trong hoang dã ở đâu đó chạy ra ngoài, không biết trên người có mầm bệnh gì không nữa. Lâm Thanh Diện nghe vậy cũng không để tâm cho lắm, mà tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của hứa bích hoài. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn không muốn đứng, thậm chí còn muốn giành chỗ ngồi của Lâm Thanh Diệt, bà ta đảo mắt rồi hét về phía anh, này, cậu không có mắt à, không thấy tôi dẫn theo trẻ nhỏ sao? Cậu mau đứng dậy nhường chỗ ngồi này lại cho tôi, lôi thôi không khác gì tên ăn mày, thế mà vẫn còn mặt mũi ngồi ở đó. Nếu người phụ nữ trung niên nói chuyện khách sáo với anh, có lẽ anh sẽ nhường chỗ ngồi này, nhưng sau khi nghe thấy những lời lỗ mãng của bà ta, Lâm Thanh Diện hoàn toàn phớt lờ bà ta. Người phụ nữ trung niên thấy Lâm Thanh Diện không để ý đến mình thì nhất thời chẳng có cách nào, chỉ biết mắng anh mấy câu, ví dụ như nói anh không có trái tim, không biết nhường ghế cho người già, không hề biết lý lẽ vân vân. Cuối cùng bà ta bảo cậu bé ngồi cạnh Lâm Thanh Diện, còn mình thì đứng bên cạnh cậu bé. Tay cậu bé cầm một chiếc búa gỗ nhỏ, trông giống như một món đồ chơi vừa mới mua, từ lúc cậu bé ngồi xuống ghế thì bắt đầu cầm cây búi nhỏ gõ khắp nơi, làm cả xe khách trở nên ồn ào. Có người nói với người phụ nữ trung niên là mình muốn nghỉ ngơi, có thể bảo cậu bé yên tĩnh một lúc không. Nhưng bà ta lại trừng mắt nói, thằng bé là trẻ con, chơi đùa một lúc có sao đâu, cô cũng trưởng thành rồi. Mà sao ngay cả một đứa trẻ cũng không biết nhường nhịn thế, nhìn bộ dạng cô cũng là người lịch sự, có học thức mà sao nhỏ nhen vậy. Người kia thấy người phụ nữ trung niên ăn nói khó nghe hơn nữa nhìn cũng không dễ trêu nên trầm mặt ngậm miệng lại cậu bé tiếp tục gõ búa lúc này cậu bé bỗng nhìn về phía lâm thanh diện có lẽ là do anh không nhường ghế cho bà nội cậu bé nên cậu bé nhìn anh với ánh mắt hơi thù địch cậu bé thấy lâm thanh diện nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhanh chóng cầm cây búa nhỏ đánh mạnh vào chân anh rồi rụt tay lại giả vờ như không có gì khả năng diễn xuất vô cùng điêu luyện lâm thanh diện quay đầu nhìn cậu bé cảm thấy cậu bé vẫn là một đứa trẻ nên không so đo với cậu bé mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ cậu bé nở một nụ cười xấu xa trong lòng còn tưởng lâm thanh diện là tên ngốc nên tiếp tục cầm cây búa nhỏ đánh mạnh lên chân anh lâm thanh diện lại quay đầu nhìn cậu bé lần nữa cậu bé thấy anh không nói gì thì tưởng anh sợ mình nên bắt đầu đánh ngay trước mặt dáng vẻ vô cùng trắng trợn người phụ nữ trung niên cứ trơ mắt đứng nhìn cậu bé hành hung người khác vẻ mặt như không có chuyện gì hình như còn cảm thấy tự hào về hành động này. Lâm Thanh Diện nổi giận, lúc cậu bé giờ búa định đánh về phía anh lần nữa, anh đã túm lấy nó ngay. Em có biết mình làm vậy rất vô lễ không? Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi. Hừ, tôi thích thế, tôi muốn đánh ai thì đánh, anh mau buông tay ra. Cậu bé tràn đầy đắc ý nói. Lâm Thanh Diện khẽ cười, buông bàn tay đang cầm cây búa nhỏ của mình ra, nhưng chỗ bị anh nắm lấy đã biến thành vụn gỗ rơi xuống sàn. Cậu bé nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn mắt há mồm, rồi hòa khóc. chương 655, tôi trông giống loại người dễ ăn hiếp lắm à? Người phụ nữ lớn tuổi kia giả vờ như không nhìn thấy cậu nhóc đang kiếm chuyện với Lâm Thanh Diệt, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sau khi nghe thấy cậu bé khóc ầm lên, mới nhanh chóng cúi đầu nhìn sang, thấy cây búa cậu bé đang cầm chỉ còn lại mỗi cái cán, cũng chừng lớn mắt. Bà ta nhanh chóng kéo cậu bé về bên cạnh bảo vệ, tức giận chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diệt, chửi ầm lên, con người cậu có ăn học không vậy? Sao lại đi ăn hiếp một đứa con nít? Sao cậu lại phá hư đồ chơi của lỗi lỗi nhà tôi? Tất cả mọi người trên xe đều nhìn sang, lúc nãy cậu nhóc cầm búa đập ầm ầm khắp nơi, người trên xe đã hơi khó chịu, bây giờ thấy Lâm Thanh Diện làm hư đồ chơi của cậu nhóc, trong lòng cũng cảm thấy hơi hả hê. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm người phụ nữ lớn tuổi đó, lạnh lùng nói, bà nói tôi không ăn học đàng hoàng. Thằng bé đứng đó cầm cái này đập lên người tôi, bà lại giả vờ như không nhìn thấy gì, không lẽ như vậy mới là có ăn học hả? Cậu có ý gì hả? Ý cậu là lỗi lỗi nhà tôi không được dạy dỗ đàng hoàng hà. Người phụ nữ lớn tuổi hùng hổ nói. Đúng, nó mất dạy đó, hơn nữa còn là lỗi của một người phụ huynh như bà. Lâm Thanh Diện cũng không nhường nhịn nữa, nếu hôm nay anh nhịn, sau này thằng nhóc này sẽ lại quá đáng hơn nữa, đây cũng không phải chuyện tốt đối với một đứa con nít. Người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay vào Lâm Thanh Diện, nổi điên mở miệng quát, cái thứ không biết sống chết nhà cậu cũng dám nói lỗi lỗi nhà tôi như thế, cậu là cái thá gì, một thằng không khác gì ăn mày như cậu cũng có tư cách bảo lỗi lỗi nhà tôi không được dạy dỗ đàng hoàng hà. Nó là một đứa con nít, nó quậy phá là chuyện bình thường, nó không hiểu chuyện, không lẽ cậu cũng không hiểu chuyện hay sao? Lâm Thanh Diện nghe người phụ nữ lớn tuổi này đáp trả, cũng thấy giờ khóc giờ cười, đồng thời anh cũng đã hiểu được sức mạnh cãi nhau của người phụ nữ này rồi, nếu cãi nhau mà có chứa lực sát thương thì người phụ nữ lớn tuổi này có thể giết sạch tất cả mọi người trên chuyến xe này. Xin lỗi, con cái nhà bà không hiểu chuyện quậy phá, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nuông chiều nó. Lâm Thanh Diện nói. Người phụ nữ lớn tuổi trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng ăn mày rách, tôi ra lệnh cho cậu lập tức xin lỗi 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 nhà tôi ngay, sau đó bồi thường 3 triệu cho chúng tôi để mua đồ chơi mới, nếu không tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của bà đây. Lúc này, trên xe có người không nhìn nỗi nữa, mở miệng nói, sao bà lại ngang ngược như vậy chứ, người ta ngồi yên đằng đó không làm gì, rõ ràng là cháu của bà chạy đến kiếm chuyện, bây giờ lại bảo người ta phải xin lỗi, trên đời này sao lại có người không nói lý lẽ như bà vậy chứ. Người phụ nữ trung niên lập tức quay đầu nhìn người nó quát lên, ở đây không có chuyện liên quan đến anh, bớt nhiều chuyện lại đi, tôi nói cho các người biết, tôi họ tôn, các người cũng nhà họ tôn đang nổi tiếng dần dần ở kinh đô đúng không, tôi là họ hàng của họ, các người nếu nhiều chuyện xen vào việc người khác, trước sau gì cũng sẽ gặp xui xẻo. Có mấy người định nói giúp cho Lâm Thanh Diệt, sau khi nghe người phụ nữ lớn tuổi đó nói xong cũng đều thay đổi sắc mặt, không ngờ người này lại là họ hàng của nhà họ Tôn, chẳng trách lại kiêu căng như thế. Bọn họ cũng sợ dây vào chuyện phiền phức, cho nên đều nuốt những lời định nói ngược vào. Thấy không có ai dám nói giúp cho Lâm Thanh Diện nữa, mặt người phụ nữ lớn tuổi hiện lên vẻ đắc ý, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt. Cậu có nghe những gì tôi vừa nói hay không? Nhanh chóng xin lỗi cháu nội của tôi ngay, nếu không nhà họ Tôn muốn chỉ một thằng ăn mày dễ như giết một con kiến vậy. Lâm Thanh Diện vốn không muốn để mọi chuyện trở nên xấu hơn nữa, chỉ định uy hiếp người phụ nữ lớn tuổi này một chút rồi bỏ qua. Nhưng sau khi nghe người phụ nữ lớn tuổi này bảo bà ta là họ hàng của nhà họ Tôn, mắt Lâm Thanh Diện lập tức lạnh lùng. Lúc trước nghe mấy người trên xe bàn về tình trạng hiện tại của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện đã biết là do nhà họ Tôn và nhà họ Triệu đã ép nhà họ Lâm đến tình cảnh thế này. Hứa Bích Hoài phải chịu áp lực lớn như thế cũng là do nhà họ Tôn và nhà họ Triệu mà ra, trong lòng anh đã thầm đưa nhà họ Tôn và nhà họ Triệu vào danh sách đen rồi. Bây giờ người phụ nữ lớn tuổi không lễ phép, lại còn hùng hổ ngang ngược này lại là họ hàng của nhà họ Tôn, sao Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng buông tha bà ta được? Người phụ nữ lớn tuổi thấy Lâm Thanh Diện cứ nhìn bà chầm chầm, lập tức bĩu môi nói cậu nhìn cái gì, điếc à? Hay là bị thân phận của tôi dọa ngây người rồi? Bà nội, bà dạy tên này một bài học cho con, cho anh ta biết sự lợi hai của chúng ta. Cậu bé nắm quần áo của người phụ nữ lớn tuổi nói. Người phụ nữ lớn tuổi thấy Lâm Thanh Diện không nói tiếng nào, lại cứ nhìn chằm chằm bà bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, cũng hơi mất kiên nhẫn, nâng tay lên, định tát thẳng lên mặt Lâm Thanh Diện. Ngay lúc bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi kia sắp sửa chạm vào mặt Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đột nhiên giơ tay lên thật nhanh, bóp chặt lấy cổ tay bà ta, sau đó từ từ đứng dậy. Người phụ nữ lớn tuổi thấp hơn Lâm Thanh Diện một cái đầu, ngay khoảnh khắc Lâm Thanh Diện vừa đứng dậy, khí thế lập tức thụt lùi. Cậu, cậu định làm gì? Người phụ nữ lớn tuổi lo lắng hỏi. Tôi làm gì? Nếu tôi ngồi yên không nhúc nhích thì bà đã tát vào mặt tôi rồi, bà tưởng tôi ngu à? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cậu buông tay tôi ra nhanh lên, tôi nói cho cậu biết, tôi chính là họ hàng của nhà họ tôn, nếu cậu chọc giận tôi, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lâm Thanh Diện nâng một tay khác lên, không hề do dự tát thẳng lên mặt người phụ nữ lớn tuổi đó, bốp, mặt người phụ nữ lớn tuổi lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ chót. Họ hàng của nhà họ tôn thì thế nào? Họ hàng của nhà họ tôn là có thể tùy ý động tay động chân với người khác à? người phụ nữ lớn tuổi xù lông nhím nhìn chằm chằm lâm thanh diện nói cái thằng khốn nạn này cậu dám đánh tôi tôi bà còn chưa nói xong lâm thanh diện lại tát thêm cái nữa bà có thể đánh tôi vì sao tôi lại không thể đánh và bà dung túng cháu nội bà đến kiếm chuyện với tôi tôi không so đo bà được voi lại đòi tiên nó là con nít nó không hiểu chuyện vậy một người già đầu như bà cũng không biết điều hay sao Lâm Thanh Diện trả lại những gì người phụ nữ lớn tuổi vừa mới nói. "Cậu, người phụ nữ lớn tuổi muốn nổi điên." Lâm Thanh Diện lại tát bà cái nữa, "Tôi thế nào? Tôi trông giống loại người dễ ăn hiếp lắm à?" Người phụ nữ lớn tuổi còn đang định nói gì đó, Lâm Thanh Diện lại nhúc nhích cánh tay, bà ta sợ đến mức im miệng ngay lập tức. Cậu nhóc cũng bị dọa sợ run, thấy chỗ sửa của cậu đã bị đánh đến thế này, cậu bé đương nhiên không dám làm bậy gì nữa. Bác Tài Mau dừng xe lại, tôi không ngồi chuyến này nữa. Các người đối xử với hành khách thế này sao, tôi bị đánh đến nông nỗi này, vậy mà không có ai quản hết. Người phụ nữ lớn tuổi gọi với lên phía trước. Bác tài không nói tiếng nào ngừng xe lại ngay lập tức, ông cũng đã ngứa mắt người phụ nữ lớn tuổi này từ lâu rồi. Người phụ nữ lớn tuổi thấy không ai nói đỡ cho bà, chỉ có thể mặt mày u oán dắt cậu bé kia bước xuống xe, xuống xe rồi còn hét lớn với Lâm Thanh Diệt. Cậu chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Bác Tài lập tức đóng cửa xe lại, tiếp tục lên đường. Người trên xe đều yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Thanh diện một lúc, sau đó có một người vỗ tay. Ngay sau đó, trong xe vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 656, ai nói với ông là tôi đã chết rồi? Nhà họ Lâm, trong phòng khách Lúc này Trung Linh Nhi đang mặt ủ mày ê ngồi trên ghế sofa, ông Độ và một vài có trong tầng lớp quản lý của nhà họ Lâm cũng đang ngồi ở nơi này, không khí có hơi nặng nề. Bởi vì sắp đến ngày dự sinh rồi, hứa Bích Hoài không thể tiếp tục xử lý công việc của nhà họ Lâm được nữa, chỉ có thể giao một số công việc quyết định cho ông Độ. Lúc này hứa Bích Hoài đang nghỉ ngơi trong một căn phòng được chuẩn bị đầy đủ ở nhà, cũng đã mời bác sĩ về tận nhà, cũng chỉ muốn không xảy ra bất cứ bất chắc nào trong thời gian sinh. Dựa vào tình trạng trước mắt của nhà họ Lâm, nếu đến bệnh viện sinh con, nói không chừng nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ dở trò xấu gì đó, cho nên chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả dụng cụ cần thiết ở nhà cũ nhà họ Lâm thôi. Ông Độ, xin mọi người nhất định phải giúp thương hội thiên nguyên của chúng tôi, trong khoảng thời gian này, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn cứ nhằm vào chúng ta. Bọn họ dùng một ít chiêu trò làm chúng ta có một lỗ hống tài chính lên đến 150.000 tỷ đồng, nếu hết ngày hôm nay mà không thể bù được lỗ hồng tài chính này thì thương hội Thiên Nguyên sẽ xong đời. Trung Linh Nhi khẩn cầu nhìn ông độ. Tối ngày mai, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ tổ chức một bữa tiệc để chia sản nghiệp của nhà họ Lâm, trước khi nó diễn ra, bọn họ cần phải làm cho mọi người tin chắc rằng nhà họ Lâm đã là ngọn đèn trước gió, thương hội Thương Nguyên là đá mài dao của bọn họ. Nếu thương hội Thiên Nguyên phá sản trước khi bữa tiệc diễn ra, chắc chắn sẽ làm một số lớn người bị dao động bọn họ cũng sẽ càng dễ dàng ép nhà họ Lâm giao ra tất cả định mức sản nghiệp. Ông Độ khó xử nhìn Trung Linh Nhi, tuy tình trạng của nhà họ Lâm đỡ hơn thương hội thiên nguyên một ít, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, hơn nữa bây giờ mọi người đều đang nhăm nhe nhà họ Lâm, chuyện bỏ ra 150.000 tỷ là một lựa chọn rất khó khăn đối với nhà họ Lâm. Nhưng mà lúc trước hứa Bích Hoài đã từng dặn dò, phải cố gắng hết sức đáp ứng những yêu cầu mà Trung Linh Nhi đề ra, có một câu nói là môi hở răng lạnh, nếu thương hội thiên nguyên xong đời, nhà họ Lâm cũng chẳng có lợi gì. Cô Trung, cô cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của nhà họ Lâm, thế lực khắp nơi đang tấn công chúng tôi, nhà họ Lâm cũng đang tiêu tiền để gìn giữ sản nghiệp, bây giờ nhà họ cũng chỉ có thể lấy ra được 90.000 tỷ đồng. Lát nữa chúng tôi sẽ kêu người gửi số tiền này vào tài khoản của các cô, số tiền còn lại, chúng tôi thật sự không có cách nào nữa. Ông Độ nói. Trung Linh Nhi nhìn ông Độ, vẻ vô cùng biết ơn, tuy 90.000 tỷ vẫn chưa đủ để bù vào lỗ hồng tài chính đó, nhưng ít ra cũng có thể để thương hội thiên nguyên bọn họ thư thả hơn một chút, để bọn họ có thêm thời gian để suy nghĩ cách khác. Ông Độ, không thể đưa số tiền này được, ông là người hiểu rõ nhất tình trạng hiện tại của nhà họ Lâm chúng ta, bây giờ chúng ta còn lo không nổi cho thân mình, làm gì còn có đầu óc mà đi lo cho thương hội thiên nguyên chứ. Lâm Trừng Hải tóc hoa dâm lập tức nói. Nói đúng lắm, là 90.000 tỷ đó, bây giờ nhà họ Lâm còn lo thân mình không xong, có số tiền này, không lo giữ để bảo vệ tính mạng, vì sao lại đi đưa cho người ngoài chứ? Lâm Hổ cũng hét lớn đồng ý. Ông Độ quay sang nhìn hai người, lạnh lùng nói, bà chủ đã tự mình dặn dò, nếu thương hội thiên nguyên gặp nạn, nhà họ Lâm chúng ta không thể bỏ mặc. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng có hơi khó chịu. Trung Linh Nhi không ngờ sẽ có người phản đối chuyện này, trong lòng vừa mới nhen nhóm chút hy vọng đã lập tức dập tắt. Ông Độ, cho dù bà chủ có từng dặn dò qua hay không, ông cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Lâm chúng ta chứ. Tối mai nhà họ Triệu và nhà họ Tôn tổ chức bữa tiệc kia nhằm mục đích gì cũng không cần tôi phải nói ra đúng không. Nhà họ Lâm rất có khả năng sẽ không chịu đựng nổi cửa ải này. Ông có nhiều tiền như thế, không bằng chia cho người nhà họ Lâm đi. Khi tai họa lần này ập đến, mọi người cũng sẽ không rơi vào cảnh uống gió Tây Bắc. Lâm Hổ sốt ruột nói lâm trừng hải lại hư lệnh ông độ hôm nay ở đây cũng không có người ngoài tôi xin phép nói thẳng hứa bích hoài đúng là bà chủ thật nhưng đây cũng không phải là của cô ấy mà là thuộc về tất cả chúng ta bây giờ một mình cô ấy độc chiếm quyền hành nhà họ lâm còn liên tục giúp đỡ người ngoài chuyện này đã rất không hợp lý rồi hơn nữa cô ấy cứ luôn tuyên bố gia chủ còn sống sớm muộn gì cũng sẽ quay về nhưng mà sự thật là thế nào thì trong lòng chúng ta đều hiểu rất rõ đây chẳng qua là lý do để cô ấy độc chiếm quyền hành nhà họ Lâm mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế, không chỉ nhà họ Lâm tiêu đời, mà tất cả người nhà họ Lâm cũng đều sẽ tán ra bại sản vì chuyện này đó. Ăn nói bậy bà, ông Đậu gầm lên, ông dám nói bà chủ như thế, thật là to gan. Lâm Trừng Hải bĩu môi, cho dù thế nào thì tôi cũng là bậc cha chú trong nhà họ Lâm, tôi chỉ để ông nhìn rõ sự thật mà thôi, tóm lại, tôi không đồng ý việc cho thương hội thiên nguyên 90.000 tỷ đồng tôi cũng không đồng ý, Lâm Hổ cũng nói theo. Những người còn lại trong ban quản lý nhà họ Lâm đều yên lặng không nói gì, có thể nhìn ra được, bọn họ cũng có hơi dao động vì những lời Lâm Trừng Hải nói. Trung Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cảm thấy rất bất lực, cô hiểu được ý tốt của hứa Bích Hoài dành cho cô, nhưng mà nhà họ Lâm cũng không nghe theo lời cô ấy một cách tuyệt đối, những người này phản đối cũng có thể hiểu được. Ông Độ nhìn Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ, trong lòng rất tức giận, trong khoảng thời gian này ông đã điều tra được hai người bọn họ từng tiếp xúc với người nhà họ Tôn, trong lòng đã xác định bọn họ đã phản bội nhà họ Lâm, nhưng lại không có chứng cứ xác thật. Ông biết hai người này không phải muốn tốt cho nhà Lâm, chỉ là muốn kế hoạch của nhà họ Triệu và nhà họ Tôn không thất bại mà thôi. Nhưng nếu bàn về mặt logic, những lời Lâm Trừng Hải nói hoàn toàn không có sơ hở gì cả, nếu ông cứ nhất quyết chuyển 90.000 tỷ sang cho Trung Linh Nhi, ở trước mặt những thành viên khác trong nhà họ Lâm, cũng không thể nào nói nổi. Trung Linh Nhi cũng hiểu rõ tình huống trước mắt, cô bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn ông Độ, hơi mệt mỏi nói, ông Độ, cảm ơn ông. Nói xong, cô lập tức đi ra ngoài. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ cười lạnh, Lâm Trừng Hải mượn cơ hội lần này, đi đến trước mặt ông Độ, nói, ông Độ, bây giờ gia chủ cũng đã chết gần nửa năm rồi. Nhà họ Lâm lại gặp phải nguy hiểm, lúc nãy ông cũng đã thừa nhận tài chính nhà họ Lâm còn dư 90.000 tỷ, cho nên có phải là chúng ta nên bàn bạc xem nên phân phối 90.000 tỷ đồng này như thế nào không? Ông Độ đột nhiên vỗ bàn, quát lớn, ông có ý gì, không lẽ bây giờ ông đã cho rằng nhà họ Lâm chúng ta tiêu đời rồi sao? Lâm Trừng Hải cười nói, chuyện này không phải ngay từ lúc gia chủ chết đi đã trở thành sự thật rồi sao? Ông Độ, tôi thấy ông đã bị người phụ nữ đầy tâm cơ hứa bích hoài kia mê hoặc rồi. Đúng lúc này, một giọng nói mờ ảo lọt vào tai ông ta ai nói với ông là tôi đã chết rồi. Người lâm trừng hải cứng còng, nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy một người một người có mái tóc dài rối tung, dâu ria sồm xoàm che khuất nửa khuôn mặt đang đứng trước cửa. Lúc này Trung Linh Nhi vừa mới bước đến cửa, sau khi nhìn thấy người đó, cũng có hơi khó hiểu. Nhưng vào khoảnh khắc khi cô chạm vào ánh mắt của người đó, cô đã biết rõ, người trông lôi thôi kia, rốt cuộc là ai. Cô nhịn không được rơi nước mắt, sau đó nghẹn ngào gọi Lâm Thanh Diện. chương 657, đây không phải lý do các người phản bội nhà họ Lâm. Tất thảy mọi người đều bị tiếng hét của Trung Linh Nhi làm cho kinh ngạc, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Thanh Diện, cẩn thận quan sát người trông như vừa bước ra từ xã hội nguyên thủy này. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ đều có chút hoài nghi, vì dáng vẻ của Lâm Thanh Diện bây giờ thực sự quá khác biệt so với trước kia. Nên phản ứng đầu tiên của hai bọn họ đều là cho rằng người này bày trò trêu đùa. Lâm Trừng Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, sau đó nói to, anh là ai, sao lại dám giả mạo gia chủ đã qua đời của chúng tôi, anh muốn đến gây rối hay gì? Tôi thấy anh ta chắc là người do nhà họ triệu phái đến chuyên để phá rối nhà chúng tôi, tôi sẽ gọi người đến bắt anh ta lại cho một trận. Lâm Hổ lạnh giọng hư một tiếng, định gọi người ngay. Lâm Thanh Diệt nở nụ cười, đi vào trong phòng khách, anh nói, sao, chẳng nhẽ mấy người đều muốn tôi chết đến thế à? Trung Linh Nhi đứng gần Lâm Thanh Diện nhất, mặc dù khuôn mặt của Lâm Thanh Diện đã bị bộ dâu che mất, nhưng giọng nói và ánh mắt lại không thay đổi nhiều, Trung Linh Nhi ngay lập tức xác định chắc chắn người trước mặt mình chính là Lâm Thanh Diện. Cô khóc lóc giơ tay ra ôm lấy Lâm Thanh Diện, nghẹn ngào nói, anh ấy chính là Lâm Thanh Diện, không sai được đâu. Đồ đáng ghét nhà anh, anh có biết nửa năm qua bọn em đã khổ sở thế nào không, sao bây giờ anh mới quay lại, em muốn đánh anh một trận quá mà, hu hu hu. Lâm Thanh Diện xoa đầu Trung Linh Nhi, anh nói, khiến em phải lo lắng rồi, đợi anh giải quyết xong chuyện ở đây em hẳn trách anh nhé, được không? Trung Linh Nhi lau nước mắt, gật đầu đồng ý với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi thẳng về phía Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ, những gì họ nói vừa nãy, Lâm Thanh Diện đều đã nghe thấy hết, không cần biết hai người này có mục đích gì, nhưng họ đều khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng chán ghét. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Lâm Thanh Diện, hơn nữa giọng nói vừa nãy hoàn toàn giống với Lâm Thanh Diệt, cuối cùng hai người này mới phản ứng lại được, đây chẳng phải là diễn trò gì cả, mà người trước mặt họ thực sự là Lâm Thanh Diệt. Gia, gia chủ, thực sự là anh sao, đúng là trời thương nhà họ Lâm chúng ta, bây giờ gia chủ đã trở về rồi, nhà họ Lâm cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Trừng Hải thay đổi nhanh như chớp mặc dù hắn ta không hiểu sao Lâm Thanh Diện có thể sống sót được, nhưng tình cảnh lúc này không cho hắn ta được do dự. Trong lòng Lâm Hổ cũng kinh ngạc vô cùng, Lâm Thanh Diện đã chết nửa năm bây giờ lại có thể sống sót trở về, đây quả thực giống như một giấc mộng vậy. Hắn thấy Lâm Trừng Hải khuôn mặt đầy kích động để thể hiện niềm vui của mình trước Lâm Thanh Diện, nên hắn cũng vội vàng nói theo, gia chủ, anh có thể quay lại thế này quả thực là vô cùng may mắn, những lời chúng tôi nói lúc trước đúng là đại nghịch bất đạo, tôi bằng lòng nhận mọi sự trách phạt của gia chủ. Xin gia chủ hãy trách phạt, Lâm Trừng Hải cũng cúi người trước Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hắng giọng, không phải anh thức giận vì hai người kia không chịu đưa 90.000 tỷ. Trong hoàn cảnh này, người nhà họ Lâm tự lo cho mình cũng là chuyện thường, nhưng hai người này không nên vu khống cho hứa Bích Hoài. Bích Hoài là người duy nhất biết tôi còn sống, thời gian này cô ấy thay tôi cai quản nhà họ Lâm, đã dốc hết sức mình rồi, nhà họ Lâm đến nay vẫn có thể đứng vững, hoàn toàn là nhờ công lao của cô ấy. Vậy mà hai người lại vu khống cô ấy muốn độc chiếm toàn bộ quyền lực của nhà họ Lâm, chẳng nhẽ cô ấy lại không rõ bây giờ cả kinh đô đều đang để mắt đến nhà họ Lâm hay sao? Cho dù cô ấy có chiếm quyền thật, thì đổi lại được cái gì? Hai người nói cô ấy như thế thực sự khiến cho người ta đau lòng. Nếu hôm nay tôi không quay về thì có phải hai người sẽ đuổi một người phụ nữ sắp sinh như cô ấy ra khỏi nhà họ Lâm luôn không? Lâm Thanh Diện dùng từng câu từng chữ chất vấn hai người Lâm Trừng Hải, khiến hai người họ đổ mồ hôi lạnh sau gáy. Trên người Lâm Thanh Diện tỏa ra một thứ huy lực vô hình khiến cho họ không thể thở nổi. Con người lâm hổ đảo quanh, sau đó hắn quỳ hẳn xuống trước mặt lâm thanh diện, nói, gia chủ, là do tôi không biết giữ mồm giữ miệng, dám suy đoán sằng bậy về phu nhân, đây là lỗi của tôi, cho dù gia chủ có trách phạt tôi như thế này, tôi cũng sẽ không có nửa lời oán trách. Lâm Trừng Hải biết nếu bây giờ thái độ của hai người họ không tỏ ra thành khẩn một chút thì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, nên hắn cũng bắt trước quỳ xuống đất, xin Lâm Thanh Diện trách tội. Lâm Thanh Diện liếc qua hai người họ một cái, rồi thờ ơ nói, niệm tình hai người có công duy trì gia nghiệp nhà họ Lâm, tôi tạm thời tha cho hai người lần này, mỗi người chịu phạt một trăm roi, nếu sau này còn để tôi nghe thấy mấy lời như thế nữa thì đừng có trách tôi vô tình. Lúc Lâm Thanh Diện xử phạt hai người Lâm Trừng Hải, có một bóng dáng âm thầm đi đến bên cạnh ông Độ, đưa cho ông một tập hồ sơ, nói gì đó với ông rồi lại quay người bỏ đi. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ nghe thấy chỉ cần chịu phạt một trăm roi, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, ông Độ đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, ông nói, chỉ phạt 100 roi e là quá nhẹ nhàng với họ đấy. Lâm Thanh Diệt, trong khi cậu không có ở đây, hai người này đã cấu kết với nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, lan truyền tin đồn, gây mâu thuẫn khắp nơi trong nội bộ nhà họ Lâm, lương tâm của họ đã bị chó ăn mất rồi. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ mặt mày biến sắc, không ngờ ông Độ lại nói như vậy lâm trừng hải lập tức lên tiếng ông độ ông đừng có ở đây ngậm máu phun người tôi thừa nhận những lời tôi đã nói liên quan đến phu nhân là do tôi mồm nhanh hơn não nhưng ông nói tôi câu kết với nhà họ triệu và nhà họ tôn thì đúng là oan uổng quá lâm hổ cũng vội vàng biện minh ông độ bình thường chúng tôi cũng chỉ đả động đến ông mấy câu ông không cần phải dùng thủ đoạn nham hiểm như thế để hãm hại chúng tôi chứ ông độ lạnh lùng hắng giọng ông vứt trực tiếp tập hồ sơ trong tay xuống mấy bức ảnh rơi xuống mặt đấy, trong ảnh là cảnh tượng hai người Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ đang thỏa thuê ăn uống no say với gia chủ nhà họ Triệu và nhà họ Tôn. Tôi đã tìm được chứng cứ rồi, các người chắc chắn đây là tôi đang hãm hại hai người chứ. Ông Độ lạnh lùng lên tiếng. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ nhìn những bức ảnh trên mặt đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, họ không ngờ ông Độ lại âm thầm phái người theo dõi họ. Ông Độ quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói với anh, từ hai tháng trước phu nhân đã cảm giác được hai người này có điều gì giấu giếm nên đã cho tôi âm thầm điều tra, không ngờ hai người họ lại thực sự làm chuyện phản bội lại nhà họ Lâm, chẳng trách họ luôn vu khống cho phu nhân. Đôi mắt Lâm Thanh Diện hơi nheo lại, như phát ra sát khí chết người. Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ đều tỏ ra ăn năn, Lâm Hổ vội vàng xin tha, gia chủ, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, anh biến mất đã nửa năm, chúng tôi đều tưởng anh đã chết rồi, nhà họ Lâm lần này xong rồi, tôi làm vậy cũng chỉ là vì muốn sống sót mà thôi. Anh ta nói đúng đấy, bây giờ anh đã quay lại rồi, chúng tôi nhất định sẽ biết đường hối cải, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không thay lòng phản bội nhà họ Lâm. Lâm Trừng Hải giọng run rẩy nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi đáp lại, đây không phải lý do mấy người phản bội nhà họ Lâm. Nói xong, Lâm Thanh Diện trực tiếp bóp lấy cổ hai người, nhấc họ từ dưới đất lên, sau đó dùng lực, rác một tiếng, bẻ gãy cổ họ. Kẻ dám phản bội, tuyệt đối không tha. Chương 658, trong thẻ này có gần 270.000 tỷ. Trong phòng khách, các quan chức cấp cao của nhà họ Lâm nhìn Lâm Thanh Diện giải quyết Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ không chút do dự, trong lòng họ có một trận chấn động, những ý nghĩ do Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ kích động lúc trước biến mất ngay lập tức. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Lâm Thanh Diện không hề khoan nhượng với những kẻ phản bội điều họ nghĩ trong lòng lúc này chính là sẽ phải vĩnh viễn trung thành với nhà họ Lâm. Ông độ nước mắt giàn rụa bước đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hai tay khẽ run, trong nửa năm này, tuy rằng ông ta cũng tình nguyện tin tưởng sự kiên trì của hứa Bích Hoài mà cho rằng Lâm Thanh Diện chưa chết, nhưng việc một người biến mất nửa năm thì kiểu gì cũng sẽ mài mòn kỳ vọng của mọi người. Vì thế nên dù trong lòng ông độ rõ ràng biết Lâm Thanh Diện đang ra sao, ông ta vẫn luôn không nói ra, ông kiên định thực hiện mọi mệnh lệnh của hứa Bích Hoài, coi việc Lâm Thanh Diện vẫn còn có thể trở về là một nguyện vọng tốt đẹp. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thanh Diện còn sống lại xuất hiện trước mặt mình, trong lòng có cảm giác mong ước hão huyền bỗng chốc trở thành sự thật. Trong lòng nổi lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, cuối cùng tất cả gom lại thành một câu, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lâm Thanh Diện cười với ông Độ, nói, khoảng thời gian này ông Độ đã vất vả nhiều rồi, giờ tôi đã trở về, tôi sẽ không để nhà họ Lâm lâm vào tình cảnh khó khăn này nữa ông hãy yên tâm những kẻ thèm muốn nhà họ lâm kia một kẻ tôi cũng không tha cho đâu ông độ gật đầu hài lòng ông có lòng tin tưởng rất sâu đối với lâm thanh diện đối phương nói như vậy thì nhất định sẽ đưa nhà họ lâm thoát khỏi nguy hiểm tôi đi xử lý hai tên phản bội này cậu cứ nói chuyện với cô trung trước nhé thương hội thiên nguyên hiện đang gặp nguy hiểm bây giờ cậu trở về rồi thì tôi không phải lo lắng gì nữa cả xương cốt già nua của tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi ông độ nói lâm thanh diện ừ một tiếng sau đó quay lại nhìn trung linh nhi đang đứng đó lau nước mắt khí thế trong người đột nhiên tiêu tán vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng trung linh nhi nhăn nhó nhìn lâm thanh diện nhưng đôi mắt cô không thể giấu được sự hạnh phúc lâm thanh diện đi về phía cô vươn tay nhẹ nhàng gãi mũi cô cười nói nếu tin tức anh còn sống bị dò dỉ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm cho em vì vậy anh chỉ có thể từ từ hành động khiến em lo lắng rồi trung linh nhi giơ nắm đấm nhỏ của mình lên Khẽ đập vào người Lâm Thanh Diện, nói, được rồi, đây là hình phạt dành cho anh. Lần sau nếu anh còn khiến em lo lắng như vậy, em sẽ trở mặt với anh luôn đó. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Lâm Thanh Diện mặt đầy nghiêm túc, cúi người nhận lỗi với Trung Linh Nhi. Tất cả quan chức cấp cao của nhà họ Lâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy cảm khái, thủ đoạn của Lâm Thanh Diện bọn họ đều hiểu rõ, đặc biệt là loại khí chất bộc phát lúc xử lý Lâm Trừng Hải và Lâm Hổ vừa rồi người có thể khiến Lâm Thanh Diện trở nên dễ gần, thậm chí là nói đùa như vậy không có nhiều trên thế giới này, và Trung Linh Nhi là một trong số đó. Trung Linh Nhi cười khúc khích, giây phút này là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất trong nửa năm qua. Có điều ngay sau đó, ánh mắt của cô lại mở đi. Lâm Thanh Diện trở lại chắc chắn là chuyện tốt, nhưng cuộc khủng hoảng của Thương hội Thiên Nguyên sắp xảy ra, ngay cả khi Lâm Thanh Diện trở lại thì cũng khó lòng mà đảo ngược tình hình. Lâm Thanh Diện nhìn thấu tâm tư của Trung Linh Nhi, khẽ mỉm cười, lấy trong áo ra một thẻ ngân hàng và đưa tới trước mặt Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi, làm. Làm gì? Không phải thương hội thiên nguyên có lỗ hồng tài chính sao? Em hãy lấy thẻ ngân hàng này rồi đưa cho ba em. Lâm Thanh Diện nói. Trung Linh Nhi lắc đầu thở dài, lần này bọn em lỗ hổng đến cả 150.000 tỷ, cả nhà họ Lâm nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được 90.000 tỷ. Một tấm thẻ ngân hàng này thì làm sao mà đủ chứ? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói, một thẻ ngân hàng thì sao chứ? Chẳng lẽ em còn chê sao? Trung Linh Nhi tức giận liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, ê ra, đã đến lúc này rồi, anh còn đùa em gì chứ? Anh không nói đùa với em đâu, trong thẻ này chắc còn gần 270.000 tỷ đó. Chẳng lẽ còn không đủ bù vào lỗ hổng nhà em à? Lâm Thanh Diện trên mặt lộ ra vẻ diễu cợt. Gần 200, Trung Linh Nhi vẫn chưa kịp phản ứng, cô nghe thành gần 270 tỷ, nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể cô như bị sét đánh, cô cứng ngắc người đứng tại chỗ. Gần 270 tỷ, Trung Linh Nhi nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khó thể tin nổi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Trung Linh Nhi đột nhiên thở một hơi lạnh, nếu nói quy mô của thương hội thiên nguyên trị giá 210 hay 240 tỷ thì Trung Linh Nhi sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng nếu trong thẻ ngân hàng có gần 270 tỷ tiền mặt thì cô không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ sốc. Trung Linh Nhi có thể mua cả thương hội thiên nguyên chỉ bằng một thẻ ngân hàng, điều này sao có thể không khiến người ta sốc được chứ? Không chỉ Trung Linh Nhi mà tất cả quan chức cấp cao nhà họ Lâm có mặt đều sửng sốt, Lâm Thanh Diện ngẫu nhiên rút ra một tấm thẻ, thế mà lại gần 270 tỷ, thậm chí họ còn nghi ngờ liệu Lâm Thanh Diện có bí mật mở ngân hàng sau lưng họ hay không. Suy cho cùng, nhà họ Lâm dù có lớn đến đâu thì việc chi một lúc 270 tỷ tiền mặt vẫn là điều vô cùng khó khăn. Có điều với chiếc thẻ ngân hàng này, các quan chức cấp cao của nhà họ Lâm đều có thể an tâm, chiếc thẻ gần 270 tỷ mà Lâm Thanh Diện nói tặng là tặng, vậy thì nguy cơ hiện tại mà nhà họ Lâm phải đối mặt chắc chắn chẳng là cái gì cả. Lâm Thanh Diện thực sự giống như gậy như ý của nhà họ Lâm, chỉ cần anh không sao thì cho dù khó khăn thế nào cũng sẽ không có gì đáng nói. Trung Linh Nhi không khách sáo với Lâm Thanh Diện, lúc này thương hội thiên nguyên đang ở thời khắc sinh tử, không thể rụt rè e ngại được gì nữa. Cô cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện, nói vài câu với anh rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lâm. Trong một căn phòng ở ngôi nhà cổ của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện và Lý Phủ Đồ đứng đối diện nhau. Trong phòng có ba chiếc giường, hai trong số đó có hai người nằm họ là cao thủ đứng hàng thứ hai và thứ ba trong chiến thần bảng quan lĩnh cả hai người suy yếu đều bị thương nặng anh vẫn còn sống lý phủ đồ nhìn chằm chằm lâm thanh diện nói nghe lý phủ đồ nói lâm thanh diện lập tức bật cười đây chắc chắn là lời đàng hoàng nhất mà lý phủ đồ nói ra để thể hiện niềm vui của mình hai người bọn họ có chuyện gì vậy lâm thanh diện hỏi bị thương do mấy kẻ họ triệu và họ tôn thuê tới đánh bọn chúng rất mạnh tôi phải dùng hết sức của mình mới có thể đấu với một trong số họ. Mà bọn chúng có tổng cộng 6 người, ba người chúng tôi không thể đối phó được. Lý Phủ Đồ giải thích. Lâm Thanh Diện nhíu mày, thật không ngờ nhà họ Triệu và nhà họ Tôn lại có thể tìm được người mạnh hơn ba vị cao thủ hàng đầu trong chiến thần bảng quan lĩnh. Điều này khiến Lâm Thanh Diện ngạc nhiên và nghi ngờ đến nhà công Tôn. Hơn nữa còn có tận 6 người thực lực mạnh hơn Lý Phủ Đồ. Lâm Thanh Diện không thể không nghi ngờ liệu họ có phải là cao thủ nội kình hay không. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi, cho dù kẻ đến mạnh tới đâu thì tôi cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá xứng đáng." Lâm Thanh Diện nói. Lý Phù Đồ do dự một hồi, tựa hồ muốn nhắc nhở Lâm Thanh Diện cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chương 659, Bích Hoài, anh về rồi. Trước gương soi toàn thân, Lâm Thanh Diện đã thay bộ vest, cạo râu, tóc tai cũng đã được cắt tỉa gọn gàng thợ cắt tóc còn đặc biệt tạo kiểu cho Lâm Thanh Diện khiến anh trông như một chàng trai trẻ mơn mờn. Sau khi trở về, Lâm Thanh Diện trước tiên ổn định cấp cao nhà họ Lâm, dặn dò bọn họ không được tiết lộ tin tức anh vẫn còn sống, đồng thời yêu cầu Lý Phủ Đồ và ông Độ tìm hiểu tình hình hiện tại của nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, sau đó mới bảo ông Độ tìm một người để sửa sang lại ngoại hình của mình. Lý do Lâm Thanh Diện làm vậy là vì anh muốn xuất hiện trước mặt hứa Bích Hoài với hình ảnh đẹp đẽ, hai đứa con của họ đã sắp chào đời, dù đứa trẻ trong bụng cũng không thể nhìn thấy, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn xuất hiện trước mặt họ với vẻ ngoài xấu xí. Sau khi sửa soạn xong, Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía phòng của Hứa Bích Hoài. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Hứa Bích Hoài lúc này đang nằm trên giường, bụng nhô lên, hai mắt nhắm nghiền, giữa lông mày lộ ra một tia buồn bực, mà bên giường cô lúc này có hai y tá toàn thời gian đang chăm sóc, bất cứ lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của Hứa Bích Hoài hai y tá thấy cửa bị đẩy ra lập tức nhìn sang sau khi thấy bộ dạng của lâm thanh diện cả hai đều tròn xoe mắt mặc dù họ chưa từng gặp lâm thanh diện nhưng họ đã xem những bức ảnh về sự nổi tiếng của lâm thanh diện ở kinh đô bây giờ lại thấy một người giống hệt lâm thanh diện bước vào cả hai đều ngẩn người ra cả lâm thanh diện ra hiệu cho hai người họ đi ra ngoài cả hai đều không dám phát ra tiếng động nhanh chóng đứng dậy giới khỏi phòng sau khi hai y tá ra ngoài Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống ghế đầu bên cạnh, vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn hứa bích hoài trên giường. So với nửa năm trước, khuôn mặt hứa bích hoài lúc này đã phờ phạc hơn một chút, khuôn mặt thanh tú ban đầu đã hẳn lên nét bể dâu do áp lực gây ra, nhìn mà trong lòng Lâm Thanh Diện đầy thương xót. Lâm Thanh Diện, anh về lúc nào vậy? Em thấy áp lực lớn quá, em sợ mình đột ngột không còn chống chọi được nữa, nếu vậy thì cả nhà họ Lâm cũng xong. Không được bao lâu, hứa bích hoài nhíu mày chìm trong giấc ngủ miệng cô cũng lẩm bẩm mấy lời mơ hồ khốn kiếp cũng không biết bây giờ anh đang ở đâu nếu biết tôi nhất định sẽ tới dạy cho anh một bài học mới được không được đồ của lâm thanh diện một món cũng không thể vứt bỏ bọn họ không biết lâm thanh diện vẫn còn sống mình sẽ bảo vệ những thứ anh ấy để lại em rất muốn ôm anh chỉ cần một lúc thôi cũng được mà nghe hứa bích hoài nói mớ trong lòng lâm thanh diện tràn đầy cảm xúc phức tạp nếu không phải đã nhiều năm không rơi nước mắt, tuyến nước mắt đã tê dại thì giờ này anh đã khóc rồi. Áp lực của hứa Bích Hoài trong khoảng thời gian này phải gấp 10 lần trăm lần những gì anh đã thấy, thế nên cả trong mơ cô cũng mơ thấy những chuyện này. Cô đã tự mình chịu đựng quá nhiều, và cũng đã cho đi quá nhiều. Lâm Thanh Diện đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán hứa Bích Hoài, có thể là một cảm ứng vô hình nào đó, khoảnh khắc tay Lâm Thanh Diện chạm vào trán hứa Bích Hoài, lông mày đang cao lại của cô bỗng giãn ra, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Nhìn thấy hứa bích hoài thả lỏng, Lâm Thanh Diện không ngừng đưa tay lên chán cô vuốt ve, không biết qua bao lâu, hứa bích hoài dường như muốn trở mình, nhưng bởi vì bụng mình, cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó, vậy nên cô thức giấc. Cô khẽ mở mắt ra và thấy một bàn tay đang đặt trên chán mình, người mà cô đang nghĩ đến đang ngồi cạnh giường, ngay lập tức phản ứng lại, cho rằng bản thân chắc hẳn vẫn đang mơ. Đồ khốn kiếp, chỉ biết trở về trong mơ, anh có dám thật sự trở lại một lần không? Đừng để mỗi lần tỉnh lại em đều cảm thấy trống rỗng. Lâm Thanh Diện đang nghĩ đến những chuyện mà anh và Hứa Bích Hoài đã trải qua, nghe giọng nói của Hứa Bích Hoài, anh lập tức phản ứng, nhìn Hứa Bích Hoài cười, nói: "Không phải anh đã về rồi đây sao?" Hứa Bích Hoài bĩu môi nói: "Đừng tưởng là em không biết mình đang nằm mơ nhé." Lúc nào anh cũng chỉ biết nói dối em. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hứa Bích Hoài sau đó đưa tay lên miệng hứa bích hoài nói cắn một cái xem hứa bích hoài ngây người cho rằng giấc mơ của mình thật sự rất kỳ lạ lâm thanh diện thế mà thật sự bắt đầu đưa ra yêu cầu kỳ lạ này với mình xem ra cô phải tìm bác sĩ tâm lý để xem xét kỹ hơn không ăn hứa bích hoài từ chối lâm thanh diện lại vươn tay về phía trước nói ngọt lắm hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện vậy mà cứ hối cô cắn mình thật sự phiền phức nên liền hé miệng cắn một cái ngay khi cô cắn vào tay lâm thanh diện hứa bích hoài liền mở to mắt cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự đụng chạm từ lâm thanh diện em em không phải đang mơ sao hứa bích hoài hoài nghi hỏi lâm thanh diện lập tức ôm cô vào lòng cười nói đồ ngốc từ nay về sau anh sẽ không còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em nữa đâu nghe thấy nhịp tim của lâm thanh diện hứa bích hoài liền vươn tay kéo tay anh lại ngay tại chỗ có dấu răng vừa rồi cắn thêm một cái nữa lần này cô dùng lực rất mạnh lâm thanh diện để cô cắn mình trên mặt lộ ra nụ cười cương chiều anh nói dối anh không đau chút nào hứa bích hoài nói có đôi khi bị em cắn cũng là một loại hạnh phúc anh làm sao dám nói đau bích hoài anh trở về rồi hứa bích hoài nhìn con người rất thật ngay trước mặt mình nhất thời bật khóc lâm thanh diện đừng bao giờ rời xa em nữa được không hứa bích hoài vươn tay ôm cổ lâm thanh diện được quan lính, đảo hồ nhân tạo. Lâm Trung Thiên ngồi trước bàn làm việc, chìm đắm trong suy nghĩ. Kể từ khi biết tin Lâm Thanh Diện chết trong tay công tôn thắng, trong lòng ông luôn thấp thỏm không yên, như thể thiếu mất một thứ gì đó, xử lý mọi việc cũng trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Một lúc sau, một tiếng gõ cửa gọi Lâm Trung Thiên bừng tỉnh khỏi sự phân tâm của mình. Vào đi, Lâm Trung Thiên nói. Một người đàn ông đeo kính từ bên ngoài bước vào, Lâm Trung Thiên hỏi, sao vậy? gia đình công tôn đã xảy ra chuyện gì rồi người đàn ông lắc đầu và nói chúng tôi vừa nhận được tin từ lý phủ đồ ở kinh đô tin tức gì lâm trung thiên trong lòng căng thẳng ông biết tình hình của nhà họ lâm trong khoảng thời gian này bởi vì phần lớn lực lượng đều dùng để đối phó với gia tộc công tôn hiện tại ông có phần bất lực với chuyện nhà họ lâm lý phủ đồ nói rằng cậu chủ vẫn còn sống và đã trở về kinh đô lâm trung thiên sửng sốt một chút sau đó hỏi cậu nói cái gì Cậu chủ, vẫn còn sống. Người đàn ông lặp lại lần nữa. Lâm Trung Thiên bật dậy khỏi ghế, làn sương mù ban đầu trên khuôn mặt của ông ngay lập tức bị quét sạch. Tôi biết ngay là đứa trẻ này sẽ không chết dễ dàng như vậy mà. Quả nhiên là con trai tôi, nó đã không làm tôi thất vọng. Lâm Trung Thiên, người trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, giờ suýt chút nữa nhảy tẩn lên hát múa rồi. Nghe lệnh của tôi, kế hoạch đối phó với nhà công tôn sẽ tạm thời gác lại, Tất cả lực lượng đợi lệch, chờ sự điều động từ Lâm Thanh Diện. Chỉ cần nó còn sống, nhà công Tôn sớm muộn gì cũng biến mất khỏi thế giới này. Lâm Trung Thiên đầy tự tin. Đúng vậy, chương 660, giết sạch là giải quyết được hết. Phòng họp nhà họ Triệu. Đứng đầu nhà họ Triệu là Triệu Văn Ấn và đứng đầu nhà họ Tôn là Tôn Khoan lúc này đang ngồi ở bàn chờ đợi tin thương hội Thiên Nguyên sụp đổ, theo kế hoạch của họ, hôm nay thương hội thiên nguyên tuyệt đối không thể lấp đầy được lỗ hổng 150.000 tỷ và chắc chắn sẽ tan tác như một trận tuyết lở. Ngoại trừ hai người bọn họ, trên sofa của phòng họp còn có sáu người đang ngồi uống rượu, lúc này Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan đang nhìn sáu người kia, trong mắt hiện lên vẻ kiêng rè. Sáu người này là cao thủ, nội kinh, do công tôn thắng phái tới, sau khi đến kinh đô và biết được tình hình hiện tại ở đây, họ đã liên lạc với nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, hứa sẽ giúp họ tiêu diệt họ Lâm sau đó sáu người họ đã đứng chắn trước mặt Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan, đánh cho Lý Phủ Đồ hoa rơi nước chảy. Hai người vốn biết rõ sự đáng sợ của Lý Phủ Đồ nên lập tức hiểu rằng sáu người này hoàn toàn không phải đang đùa, vậy nên đã cung kính họ như những ông lớn. Chính vì có sự tồn tại của sáu người này, hai nhà bọn họ mới dám chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, có được sự uy hiếp về vũ lực tuyệt đối này, dù nhà họ Lâm không muốn giao hết tài sản thì cũng không còn cách nào khác. Người đứng đầu sáu người tên là Công Tôn Tề, anh ta là người giỏi nhất, thông thạo phương pháp nội công do công tôn thắng truyền dạy, cũng là người mạnh nhất trong số 6 người. Tuy nhiên nếu đem so với cao thủ nội kình thực sự thì vẫn còn kém rất nhiều. Bởi vì chờ đợi có chút nhàm chán, Triệu Văn Ấn đứng dậy đi tới chỗ 6 người, bưng lên một ly rượu, cười nói, như có 6 người các anh, chúng tôi mới có thể ép nhà họ Lâm đến bước đường hôm nay. Tôi kính các anh một ly trước, coi như là bày tỏ lòng biết ơn của đối với mọi người. Nói xong, ông ta uống hết rượu trong ly tôn khoan thấy vậy cũng vội vàng chạy tới cười nói đúng vậy nếu không có các anh chúng tôi thật sự không có cách nào đối chọi được với ba cao thủ của nhà họ lâm chứ đừng nói đến kế hoạch tổ chức tiệc ngày mai giờ hứa bích hoài kia sắp sinh rồi không còn sức đâu mà quản lý nhà họ lâm nữa ba tên cao thủ của họ lại bị các anh đánh bị thương bữa tiệc ngày mai nhất định sẽ khiến cho nhà họ lâm trở thành dĩ vãng ông ta cũng cầm một ly rượu lên nâng ly chúc mừng sáu người rồi uống một hơi cạn sạch một nhà họ lâm kia chẳng qua cũng chỉ như cỏ kiến mà thôi nếu không phải là vì không được phép giết chết thì chúng tôi đã trực tiếp quét sạch người nhà họ lâm rồi rời khỏi đây ba kẻ rác rưởi kia vốn dĩ không xứng làm đối thủ của tụi này công tôn tề nói với vẻ mặt tự mãn đúng đúng với thực lực của anh tiêu diệt nhà họ lâm thật sự rất dễ dàng tôi hứa sau khi làm xong việc này tôi sẽ thưởng đủ để sáu người các anh đầy túi về nhà Triệu Văn Ấn cười nói. Ngay lúc Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan đang hô hào tâng bốc, một người bước vào phòng họp. Triệu Văn Ấn hai mắt lập tức sáng rỡ, Tôn Khoan nhanh chóng hỏi, có kết quả chỗ thương hội thiên nguyên rồi à? Sắc mặt của người đàn ông này không được tốt lắm, anh ta nói, thương hội thiên nguyên không biết đã vay tiền ở đâu mà đã lấp đầy khoản thiếu hụt 150.000 tỷ được rồi. Hiện tại toàn bộ thương hội thương nguyên đã hoạt động bình thường. Tất cả những nỗ lực chúng ta bỏ ra trong thời gian qua đã phí hoài cả rồi, nếu như muốn đẩy thương hội Thiên Nguyên đến bước đường này lần nữa thì sẽ phải trả một cái giá càng lớn hơn. Cái gì? Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan đều kinh ngạc kêu lên, không ngờ bọn họ đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đối phó với thương hội Thiên Nguyên vậy rồi mà giờ lại bị qua mặt. Bọn họ vay tiền ở đâu? Triệu Văn Ấn hỏi. Chuyện này không rõ, nhưng nghe nói hôm cô chủ của thương hội Thiên Nguyên đã đến nhà họ Lâm một chuyến. Người này đáp. Đôi mắt của Triệu Văn Ấn chợt nheo lại, ông ta lẩm bẩm, xem ra số tiền này là do nhà họ Lâm cho vay. Không ngờ đến lúc này nhà họ Lâm vẫn có thể bỏ ra 150.000 tỷ được, có điều đây chắc đã là giới hạn của họ rồi. Đây là chuyện tốt, nhà họ Lâm không quan tâm đến sự an nguy của bản thân, đem toàn bộ tiền cho thương hội Thiên Nguyên vay. Vậy thì tiệc ngày mai sẽ càng dễ dàng ép nhà họ Lâm hơn. Tôn Khoan cười nói, Triệu Văn Ấn gật đầu, xem ra nhà họ Lâm có ý định vỡ rồi thì cho nát luôn đây mà, dù bỏ tiền cho thương hội Thiên Nguyên cũng không chịu để chúng ta chia chác, có điều giá trị thực của nhà họ Lâm là nằm ở những sản nghiệp đó, điểm này thì có thể không cần lo. "Ông chủ, người của chúng ta gửi lời mời dự tiệc đến nhà họ Lâm rồi." Nhà họ Lâm cửa đóng then cài, tôi sợ rằng ngày mai họ sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc." Người đàn ông lại nói. Tôn Khoan nheo mắt nói: bọn họ là nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai không xuất hiện sao mà được lúc này công tôn tề lên tiếng chuyện này dễ thôi ngày mai tôi sẽ đưa mấy anh em đến nhà họ lâm nếu không đến dự tiệc thì bà chủ nhà đừng hòng nghĩ đến chuyện sinh con triệu văn ấn và tôn khoan nhìn nhau rồi cả hai đều bật cười nếu đã như vậy thì đành vất vả cho các anh vậy buổi tối trong căn nhà cổ họ lâm phòng nghị sự lâm thanh diện ngồi trên ghế chủ Ông Độ, Hướng Vấn Thiên, Trần Tài Anh, Lý Huỳnh Thái và những người khác đều có chút kích động nhìn Lâm Thanh Diện, giống như đang xem động vật quý hiếm. Lâm Thanh Diện có chút xấu hổ khi bị nhìn chầm chầm, cười nói, đừng nhìn chầm chầm tôi vậy, mấy người bộ chưa gặp tôi bao giờ hả? Gặp thì gặp, nửa năm nay tôi còn tưởng là anh mất rồi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chúng tôi đương nhiên thấy ngạc nhiên rồi. Trần Tài Anh nói đùa. Tất cả mọi người đều gật đầu, họ đều muốn biết những gì lâm thanh diện đã trải qua trong nửa năm qua anh diện hãy kể chúng tôi nghe những gì anh đã trải qua trong nửa năm qua đi tôi tò mò muốn chết rồi lý huỳnh thái nói lâm thanh diện chỉ đơn giản kể với họ về chuyện mình được lương cung nhạn xương giải cứu bỏ qua một số chi tiết quan trọng một số chuyện hiện tại không cần phải nói bao gồm cả chuyện anh quay lại tìm thầy thầy luôn là một bí mật đối với lâm thanh diện mặc dù là một phiên bản đơn giản hóa nhưng mọi người vẫn nghe đầy thích thú cảm thán rằng lâm thanh diện thực sự may mắn như có câu nói nếu bạn không chết trong thảm họa bạn sẽ có phúc sự trở lại của anh diện lần này đúng là một chuyện vô cùng tốt với chúng ta lý huỳnh thái nói lúc này ông độ đột nhiên thở dài nói lâm thanh diện trở về quả thực là chuyện tốt nhưng mà sự bức ép của nhà họ triệu và nhà họ tôn đã như lửa xém tới lông mày rồi tình hình chúng ta giờ cũng như mũi tên đã lên dây giờ mình nên nghĩ xem phải làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Lâm Thanh Diện thấy mọi người như vậy, cười nói chuyện này mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Anh Diện, anh không rõ tình hình hiện tại đâu. Nhà họ Triệu và nhà họ Tôn đã liên kết 80% xí nghiệp ở Kinh Đô để ép bức chúng ta. Cho dù anh có quay lại, chuyện này cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Hướng vấn thiên thở dài. Đúng thế, nhà họ triệu và nhà họ tôn ức hiếp người quá thậm tệ, chúng ta đã không còn cách nào đối phó được với bọn họ rồi. Trần Tài Anh cũng đầy cảm khái. Mọi người trong phòng bắt đầu thở dài, cảm thấy nhà họ Lâm hiện tại không còn có thể đấu với nhà họ tôn và nhà họ triệu nữa rồi. Đừng bi quan như vậy, lần này nhà họ triệu và nhà họ tôn chủ yếu thao túng đúng không? Lâm Thanh Diện nói. Mọi người đều gật đầu. Vậy thì tôi sẽ trực tiếp giết chết mấy kẻ đứng đầu nhà họ triệu và nhà họ tôn, như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 661, bây giờ có thể yên tâm rồi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện ở trong phòng cùng hứa Bích Hoài, thỉnh thoảng sẽ ghé sát vào bụng hứa Bích Hoài, nghe xem đứa nhóc trong bụng có động tính gì không. Vợ à, con gái gọi anh là ba kia, Lâm Thanh Diện cười nói với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện với một ánh mắt kỳ lạ, đứa trẻ còn chưa ra đời nữa, sao có thể mở miệng gọi ba được chứ? Lúc đi kiểm tra thai mấy tháng trước, Hứa Bích Hoài đã biết được đứa trẻ trong bụng là một cô nhóc rồi. Vậy anh hỏi con dùm em, sao tối đến cứ đá bụng em hoài, khiến em không thể ngủ ngon vậy? Hứa Bích Hoài phối hợp với Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện lập tức lại ghé vào bụng Hứa Bích Hoài, rồi nói con nói con muốn mau mau ra gặp anh, đá bụng em là đang gõ cửa đấy. Hứa Bích Hoài bật cười thành tiếng, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện mà cũng có một mặt trẻ con như vậy, không biết có phải mỗi một người sắp làm ba đều như vậy hay không. Rất nhanh, ý cười trên mặt Hứa Bích Hoài dần dần biến mất, cô trở nên lo lắng, nói tối nay, tiệc nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ bắt đầu, chúng ta thật sự có thể qua được một ải này sao? Lâm Thanh Diện khẽ vuốt ve gương mặt Hứa Bích Hoài, cười nói, anh rơi xuống biển cũng không chết, chút phiền phức này có là gì với anh chứ? hơn nữa không phải anh đã nói với em rồi sao nửa năm nay anh và sư phụ đã học được bản lĩnh rất mạnh mẽ bây giờ đám người này trong mắt anh cũng chỉ là mấy con châu chấu nhảy loạn xạ anh đập là chết lâm thanh diện có không ít bí mật không thể để bất cứ ai biết chỉ ngoại trừ hứa bích hoài là một bộ phận không thể phân cắt trong cuộc đời của lâm thanh diện cô có quyền được biết những chuyện này thấy lâm thanh diện nói như vậy hứa bích hoài mới yên tâm được một chút rồi nói vậy anh nhất định phải cẩn thận bọn họ cũng có những cao thủ rất có thực lực, đến Lý Phủ Đồ cũng không phải đối thủ của họ. Biết rồi mà, em chỉ cần yên tâm đợi sinh là được, sau tối nay, mọi nguy cơ của nhà họ Lâm đều sẽ được hóa giải. Lâm Thanh Diện đưa tay ra vuốt ve bụng hứa bích hoài, mẹ con thích lại nhảy quá, sau này có con chịu cùng rồi. Sắc mặt hứa bích hoài ai oán, nếu không phải đang mang thai, cô đã nhảy lên ăn sống Lâm Thanh Diện luôn rồi. Trong sân, đám người ông Độ, Trần Tài Anh, hướng vấn thiên đang sốt ruột đi đi lại lại, Lý Phủ Đồ cũng đứng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng có chút lo lắng. Lúc này Lâm Thanh Diện bước ra từ phòng hứa Bích Hoài, mọi người thấy vậy, lập tức tiến lên. Lâm Thanh Diện, buổi tiệc tối nay chính là một cuộc giết chết chóc, sao anh có thể đi một mình được, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải để bọn tôi đi cùng chứ. Trần Tài Anh nói, đúng vậy anh Diện, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải để bọn em đi theo chứ, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì, bọn em cũng có thể giúp anh chống cự một lúc, anh đi một mình, quả thực là quá nguy hiểm rồi. Hướng vấn thiên cũng lên tiếng. Lâm Thanh Diện thấy bọn họ đều lo lắng cho mình như vậy, cười nói thật sự không cần thiết đâu, hơn nữa bây giờ quan trọng không phải an nguy của tôi, mà là an nguy của Bích Hoài, mấy người ở lại đây, tôi mới có thể yên tâm đi buổi tiệc đó. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, mọi người đều bất lực, cứ có một cảm giác như Lâm Thanh Diện đang đi tìm chết. Anh cả, không phải em không tin anh, mà là sáu tên cao thủ bọn họ tìm đến quả thực rất ghê gớm, anh Lý cũng khó mà đối phó, bọn em sợ một mình anh đi sẽ xảy ra chuyện. Lý Huỳnh Thái nói, đúng vậy, không thể xem nhẹ sức mạnh của sáu tên đó. Lý Phủ Đồ cũng lên tiếng, Lâm Thanh Diện cũng có chút bất lực, không biết nên thuyết phục bọn họ như thế nào, để bọn họ ngoan ngoãn ở nhà, đợi tin tức của anh. Đúng lúc này, một người sắc mặt vô cùng sốt ruột chạy đến, hổn hển nói không hay rồi người của nhà họ triệu và nhà họ tôn đã tìm đến đây rồi nói là muốn chúng ta cho người đi tham gia tiệc nếu không sẽ đập nhà chính của nhà họ lâm chúng ta ra mọi người nghe thấy vậy đều thấy sợ hãi lâm thanh diện cũng nhướng mày lên lập tức nói đưa bọn tôi qua đó người kia lập tức gật đầu đưa đám người lâm thanh diện qua phía kia nhà chính của nhà họ lâm nằm trong sân chính vệ sĩ của nhà họ lâm đều đã ngã hết xuống đất mà đứng trước mặt bọn họ chỉ có hai người, chính là hai người do công tôn thắng sai đến. Lúc này sắc mặt hai người họ vô cùng khinh thường, nhìn vào đám người nằm dưới đất như nhìn những con kiến, nói, mau chóng bảo người làm chủ của mấy người ra đây đi cùng chúng tôi, nếu không hôm nay chúng tôi sẽ san bằng nhà họ lâm mấy người. Đúng là mạnh miệng thật đấy, thật sự tưởng rằng nhà họ lâm chúng tôi sợ mấy người sao. Lúc này nhóm người lâm thanh diện đi đến, ông độ tức giận nói hai người kia nhìn về phía này một tên trong đó cười lạnh ông già người phụ nữ kia sắp sinh rồi bây giờ chắc ông là người làm chủ nhà họ lâm đúng không nếu đã như vậy cùng chúng tôi đi một chuyến đi nói xong người kia đi qua phía này muốn cưỡng ép đưa ông độ đi lúc này lâm thanh diện đứng chắn trước mặt ông độ lạnh lùng nói con chó hoang mà nhà công tôn nuôi cũng dám đến làm loạn nhà họ lâm của tôi không sợ mất mạng sao người kia quan sát lâm thanh diện thấy lạ mặt mở miệng hỏi anh là cái thá gì cũng dám cản tôi tôi là lâm thanh diện lâm thanh diện đáp hai người kia ngơ ra một người trong đó hỏi chủ nhà họ lâm đúng vậy không phải anh đã chết rồi sao hai người đều có chút kinh ngạc khiến mấy người thất vọng rồi nếu như tôi đã chết sao có thể xử lý mấy người được nữa lâm thanh diện cười nói thật là nực cười cho dù anh chưa chết thì có làm sao hôm nay nhà họ lâm mấy người cũng sẽ xong đời thôi vừa hay hôm nay anh đi cùng bọn tôi tối nay sau khi anh giao sản nghiệp nhà họ lâm ra chúng tôi sẽ từ từ giết anh ông độ có chút lo lắng nhìn lâm thanh diện nói cậu không nên nhanh như vậy đã nói thân phận cho bọn họ đợi bọn họ trở về sẽ truyền chuyện này ra ngoài sẽ gây bất lợi với nhà họ lâm lâm thanh diện cười nói không cần lo lắng chuyện này hôm nay hai người bọn họ không thể sống sót mà ra ngoài đâu hai người kia lớn tiếng cười ánh mắt nhìn lâm thanh diện càng thêm vẻ khinh thường anh là cái thá gì mà cũng muốn giết chúng tôi tôi thấy anh vẫn nên chăm sóc cho bản thân trước đi một tên nói xong xông thẳng về phía lâm thanh diện sắc mặt ông độ lý phủ đồ thay đổi lập tức chặn trước mặt lâm thanh diện đúng lúc này lâm thanh diện đột nhiên ra tay nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng lại tên ra tay với lâm thanh diện kia cũng khẽ hít mắt lại một cảm giác nguy cơ vây lấy anh ta, nhưng lúc này có muốn rút lại cũng đã muộn rồi. Cú đấm của tên kia xông về phía Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt dùng một tay chặn đứng nó. Chỉ có chút sức này thôi sao? Lâm Thanh Diệt hơi nhếch miệng lên, anh vốn tưởng người mà Công Tôn Thắng đã đạt đến trình độ nội kình rồi, sau khi giao đấu mới biết cũng chỉ có thế mà thôi. Từ cảm giác mà nói, đám người này cũng chỉ giỏi hơn những cao thủ bình thường một chút, bọn họ cũng khá tài giỏi, nhưng chưa đến mức quá ghê gớm sắc mặt người kia tỏ vẻ khó tin, nói, sao, sao có thể. Cho cậu nhìn thấy sức mạnh thật sự, Lâm Thanh Diện nói xong, một cánh tay khác đánh về phía đó, sau khi chạm vào bụng của tên kia, nội kinh bùng nổ, tên kia chỉ cảm nhận được ý thức đã hoàn toàn trống rỗng, sau đó bay sang một bên, ngã xuống đất rồi không có động tĩnh gì nữa. Mọi người đều ngơ ra nhìn một màn này, nhất là Lý Phủ Đồ, thực lực của hai người như nào bọn họ đều rõ, lâm thanh diện lại có thể khiến anh ta bay đi chỉ bằng một đấm quả thực là vô cùng đáng sợ sau khi giải quyết xong một người lâm thanh diện nhìn người còn lại lúc này tên kia cũng đang ngơ ra không ngờ đồng đội của mình vừa chịu một đấm đã ngã xuống anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm quay người muốn chạy trốn lâm thanh diện xông về phía đó lại đấm một cái vào lưng anh ta anh ta phun máu ra rồi ngã xuống đất không chút nhúc nhích giải quyết xong hai người này Lâm Thanh Diện quay lại nhìn đám người ông Độ, cười hỏi, bây giờ một mình tôi đi dự tiệc, mấy người yên tâm rồi chứ? chương 662, ai dám ra tay với vợ con tôi? Khách sạn Kinh Vân, cả một đại sảnh lớn, lúc này đã được sắp xếp vô cùng lộng lẫy, các món ăn ngon đều được chuẩn bị chu tru toàn, trung tâm đại sảnh được bỏ trống để mọi người đứng đó nói chuyện. 8 giờ tối, xe đỗ ngập trước cửa khách sạn Kinh Vân, Hầu hết các đại biểu của các công ty lớn ở Kinh Đô đều sẽ đến đây tối nay, tham gia buổi tiệc do nhà họ Tôn và nhà họ Triệu cùng nhau tổ chức. Ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng, chỉnh tề bước vào trong đại sảnh khách sạn, cho dù mọi người đều mặc giống nhau, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, tối nay, bọn họ đến đều là vì chiếm lợi của nhà họ Lâm. Lúc này trong đại sảnh của khách sạn đã đầy người, ba năm người tụ tập lại với nhau, vui vẻ nói chuyện. Có điều chủ đề của mọi người tối nay đều liên quan đến lâm thanh diện của nhà họ Lâm. Nhớ năm đó tôi cũng là người dẫn đầu trong ngành ăn uống, chỉ là quản lý có lơ là một chút, nhà bếp không được quá sạch sẽ, cuối cùng lại bị nhà họ Lâm lấy nó làm cớ mà áp chế tôi. Phòng bếp hả, sao có thể không có chuột chứ? Tiếc là mọi người nghe không lọt tai, kết quả tôi ta bị nhà họ Lâm xử lý, bọn họ nhân cái cơ hội này, thúc đẩy nhà bếp của bọn họ, chẳng mấy chốc đã chiếm một phần lớn trong ngành ăn uống trực tiếp chặt đường tài lộc của ông đây, đáng tiếc, nhà họ Lâm có ghê gớm đi chăng nữa, cũng không thể như thế mãi được. Quả báo này sắp đến rồi. Nói đúng lắm, lúc đó tôi cũng bị nhà họ Lâm đối phó về tội bán hàng giả, tôi thừa nhận quả thực tôi có làm ít hàng giả, nhưng thủ đoạn của nhà họ Lâm cũng quá bị ổi rồi, trước kia bọn họ có thế lực lớn, tôi không dám nói bừa, bây giờ thì sao, vật đổi sao rời, ông đây không sợ nhà họ Lâm đó nữa. Ha ha, Hóa ra những năm nay nhà họ Lâm đắc tội với nhiều người như vậy, khó trách bây giờ bọn họ rơi vào tình hình này. Bây giờ Lâm Thanh Diện chết rồi, một người phụ nữ mang thai chống chọi gia đình, nhà họ Lâm quả thực không có gì đáng sợ cả. Chẳng bao lâu sau, Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan đã đưa bốn người công tôn tề đến đại sảnh, thấy đại sảnh đông người, sắc mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười. Các vị, rất vui vì mọi người có thể ra mặt tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Triệu Văn Ấn lên tiếng. Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh, quay đầu nhìn về phía trên cùng của đại sảnh. Hôm nay tại sao chúng tôi lại tổ chức buổi tiệc này, chúng tôi cũng không nói dài dòng nữa, trong lòng mọi người đều biết rõ, cục diện của kinh đô hiện nay đã vô cùng rõ ràng rồi, lúc trước khi Lâm Thanh Diện còn sống, mọi người bị nhà họ Lâm đè nén, không dám lên tiếng, nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện đã chết rồi, người chống đỡ nhà họ Lâm cũng chỉ là một người phụ nữ, chúng ta không cần thiết phải chịu đựng trước mặt nhà họ Lâm nữa. Triệu Văn ấn hưởng ngược khí thế nói, khiến không khí trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có không ít người đáp lại. Trong lòng những người này, quả thực bao năm nay bọn họ đã bị nhà họ Lâm áp bức. Còn về sức cạnh tranh của bọn họ kém, cũng là do nhà họ Lâm tạo thành. Mấy năm nay nhà họ Lâm độc đoán ở kinh đô, nhất là sau khi Lâm Thanh Diện tiếp nhận nhà họ Lâm, còn liên hợp với Thương Hội Thiên Nguyên, dẫm chúng ta dưới chân. Thành tựu mà chúng ta có được ngày hôm nay. Tất cả đều được làm ra bằng máu thịt của chúng ta, tài sản mà bọn họ có hiện nay đều là cướp đi từ trong tay chúng ta, những sản nghiệp mà bọn họ chiếm cứ đều là thứ chúng ta liều mạng làm ra." Mọi người đều hào hứng lên tiếng. Hàng loạt tội ác của nhà họ Lâm khiến người ta phẫn nộ cực điểm, đến cả ông trời cũng không thể nhìn nổi nữa, vì vậy mới để cho Lâm Thanh Diện chết ở bên ngoài, đây chính là cơ hội mà ông trời dành cho chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng tôi mới tổ chức buổi tiệc này để chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã mất từ nhà họ Lâm. Được, mọi người lập tức vỗ tay, bọn họ đều cảm thấy lời Triệu Văn Ấn nói rất đúng. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã chết, người quản lý nhà họ Lâm lại là một phụ nữ đang mang thai, theo tôi được biết, người phụ nữ này vẫn tin Lâm Thanh Diện còn sống, vì vậy sẽ không thể nào giao quyền xử lý của nhà họ Lâm ra được. Theo tôi thấy, rõ ràng là cô ta đang kiếm cớ Cô ta vẫn muốn chiếm lấy thành quả lao động của tất cả chúng ta, có thể nói người phụ nữ này vô cùng hiểm độc, quỷ kế đa đoan. Vì vậy hôm nay chúng ta buộc phải ép cô ta giao ra sản nghiệp nhà họ Lâm, nếu không, cho dù cô ta có mang thai, chúng ta cũng sẽ không khách sáo với cô ta. Nói đúng lắm, cô ta chỉ là một người phụ nữ đến từ một nơi nhỏ bé, lại dám độc chiếm sản nghiệp nhà họ Lâm, đúng là thèm tiền đến điên rồi, nếu như hôm nay cô ta không chịu giao quyền xử lý của nhà họ Lâm ra, Vậy thì tôi cũng không ngại khiến cô ta không thể sinh được đứa con này ra." Lúc này có một người đàn ông to lớn hung ác nói. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng gió vang lên, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một tia sáng lướt qua, một con dao phi thẳng vào giữa trán của người kia, giữa tia lửa, người kia đã ngã xuống đất. Đại sảnh lập tức trở nên lộn xộn, không ai có thể ngờ được một giây trước người này vẫn còn nói chuyện, giây sau đã bị dao cắm chết, còn đáng sợ hơn cả phim khủng bố còn ai muốn ra tay với vợ con tôi nữa một giọng nói trầm thấp vang lên ngay lập tức đại sảnh trở nên yên tĩnh mọi người lần lượt quay đầu về phía cửa một bóng dáng cao lớn đang đứng ở đó lúc này một chiếc xe bên ngoài sáng đèn lên trùng hợp chiếu về phía này khiến bóng người đó như một vị thần đứng trong ánh sáng người đó là ai sao giọng nói lại quen tai như vậy trời ạ à, cây dao ban nãy không phải anh ta ném đó chứ phải mất bao nhiêu sức lực chứ có thể đâm chết một người luôn quá đáng sợ rồi, mấy người có nghe rõ lời cậu ta vừa nói không, có ý gì chứ? Lúc này chiếc xe kia được lái đi, bóng dáng Lâm Thanh Diện hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Lâm Thanh Diện, rất nhanh đã có người nhận ra Lâm Thanh Diện, hô lớn lên một tiếng. Vãi, không ngờ thật sự là anh ta, không phải anh ta đã chết rồi sao? Sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là hồn ma của anh ta? Sức ném con dao đó hoàn toàn không phải sức của loài người có thể có. Nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều trở nên hoang mang. Lâm Thanh Diện bước từng bước vào trong đại sảnh, mọi người đều sợ hãi nhường đường cho anh, ánh mắt không ngừng quan sát anh, không hiểu nổi sao một người đã chết nửa năm lại xuất hiện một lần nữa. Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan cũng không ngờ lại có tình huống đột ngột như vậy xảy ra, một Lâm Thanh Diện rõ ràng đã chết rồi, giờ lại sống lại, còn xuất hiện trong buổi tiệc mà bọn họ tổ chức nữa. Lâm Thanh Diện dừng lại trước mặt hai người, sau đó nhìn Triệu Văn Ấn. Vừa nãy hình như tôi nghe thấy ông nói, cho dù vợ tôi có đang mang thai cũng không bỏ qua, đúng không? Nhịp tim Triệu Văn Ấn khẽ tăng nhanh, một sự sợ hãi theo bản năng dần xuất hiện, chán ông ta chảy mồ hôi lạnh, lập tức rơi xuống từng giọt. chương 663, ông ồn ào quá. Lâm Thanh Diện, cậu, cậu muốn làm gì? Tôn Khoan đứng bên cạnh cũng có chút sợ hãi, nhìn Lâm Thanh Diện hỏi một câu, nhưng nghĩ đến bốn tên siêu cấp cao thủ phía sau mình, ông ta cũng không quá sợ hãi nữa. Lâm Thanh Diện nhìn ông ta, lạnh lùng nói, sao nào, mấy người muốn ra tay với vợ con tôi, còn muốn chia cắt tài sản nhà họ Lâm, tôi muốn làm gì, chẳng lẽ mấy người còn không rõ sao? Lâm, Lâm Thanh Diện, cậu đừng có làm trò bí ẩn ở đây, cho dù cậu vẫn còn sống, sản nghiệp nhà họ Lâm mấy người cũng buộc phải giao ra đây, thời của nhà họ Lâm mấy người đã kết thúc rồi. Triệu Văn Ấn đã giải tỏa được nỗi sợ hãi do Lâm Thanh Diện mang lại, thở phào một hơi rồi hướng về phía Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện bật cười nói, ông cho rằng ông là cái thá gì, sản nghiệp nhà họ Lâm của tôi, ông bảo phải giao ra là tôi sẽ giao ra à? Cậu, sắc mặt Triệu Văn Ấn rất bất mãn, rõ ràng đang ở trên cơ, nhưng ông ta đã thua Lâm Thanh Diện rồi. Lúc này Công Tôn Tề đưa ba người kia bước đến trước mặt Lâm Thanh Diện, ngẩng đầu lên nhìn anh anh chính là lâm thanh diện hai anh em nhà chúng tôi đi đến nhà họ lâm anh không gặp sao công tôn tề hỏi lâm thanh diện nhìn bốn người công tôn tề cảm nhận được khí thế trên người bọn họ mở miệng hỏi mấy người là do công tôn thắng sai đến ha ha không ngờ anh cũng khá có mắt nhìn đấy không sai ông đây là công tôn tề đến đây là hủy hoại cái thứ mà mấy người gọi là nhà họ lâm thật không ngờ mạng của cậu nhóc anh cũng lớn như vậy lại có thể sống mà thoát khỏi tay cậu chủ có điều hôm nay anh xuất hiện ở đây, cũng chính là tự tìm đường chết, tôi sẽ thay cậu chủ kết liếu mạng của anh. Công tôn tề lạnh lùng nói. Vậy e là anh nghĩ nhiều quá rồi, hai tên mà mấy người sai đến nhà họ Lâm đã chết trong tay tôi rồi. Lâm thanh diện nhàn nhạt nói. Công tôn tề trừng lớn mắt, nhưng lập tức bật cười nói con mẹ nó bớt lừa tao đi, thực lực của hai người họ như nào tao biết rõ, muốn giết được họ, dựa vào mày sao, còn kém xa. Thấy công tôn tề không tin, lâm thanh diện cũng chỉ nhếch miệng lười giải thích quay đầu lại nhìn mọi người cao giọng nói chuyện ngày hôm nay là nhà họ triệu và nhà họ tôn đứng đầu rụ rỗ mấy người muốn ra tay với sản nghiệp nhà họ lâm của tôi tôi có thể không tính toán nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho nhà họ triệu và nhà họ tôn vì vậy mời các vị ở đây làm chứng hôm nay lâm thanh diện tôi muốn hủy bỏ nhà họ triệu và nhà họ tôn sau này ai còn muốn ra tay với nhà họ lâm thì hãy cân nhắc sau khi mọi người nghe được lời của lâm thanh diện lập tức lộ ra sắc mặt xem thường rõ ràng không nghĩ rằng lâm thanh diện của ngày hôm nay vẫn còn thực lực để đối phó với nhà họ triệu và nhà họ tôn nửa năm trình độ của nhà họ lâm đã không còn được như trước đây không phải chuyện mà lâm thanh diện quay về là có thể bù đắp được đương nhiên bọn họ không hề biết phía sau lâm thanh diện còn có quan lĩnh chút khó khăn trước mắt của nhà họ lâm này chỉ cần một cuộc điện thoại là lâm thanh diện có thể giải quyết đúng là buồn cười chết mất lâm thanh diện không phải nửa năm này cậu vào ở trại thương biên đấy chứ hay là cậu mất não rồi mới giữ lại được một mạng này cậu có biết rõ hoàn cảnh hiện nay của nhà họ lâm là như thế nào không còn dám ăn nói ngang ngược muốn hủy bỏ nhà họ triệu tôi và nhà họ tôn đúng thật là nực cười triệu văn ấn chế diễu nói tôn khoan cũng bước lên một bước nói các vị sở dĩ lâm thanh diện dám nói những lời này e rằng là dựa vào chút thực lực còn lại của cậu ta nếu thật sự đánh nhau, tôi chắc chắn đánh không lại cậu ta, nhưng mà, bốn vị này, là cao thủ hàng đầu, khoảng thời gian trước ba cao thủ của nhà họ Lâm đã bị bọn họ đánh gây thương tích, mỗi người trong số bốn bọn họ, đều có thể đánh Lâm Thanh Diện đến không còn miếng thịt hoàn chỉnh. Mọi người nghe thấy lời này của Tôn Khoan càng thêm khinh thường Lâm Thanh Diện, theo bọn họ thấy, hôm nay Lâm Thanh Diện đến đây chỉ để tấu hài mà thôi. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, tiến lên một bước, tát vào mặt Tôn Khoan, nội kinh bùng nổ, cú tát này, khiến đầu tôn khoan quay một góc 180 độ. Một tiếng, rắc rắc, vang lên, sự chế diễu trên vẻ mặt tôn khoan dập tắt, cơ thể cũng ngã thẳng xuống đất. Ông ồn ào quá, lâm thanh diện nhìn tôn khoan lạnh lùng nói. Tất cả mọi người lại rơi vào sự hoảng loạn một lần nữa, nhiều người phụ nữ đã bắt đầu la hét, đường đường là chủ nhà họ tôn, lại chết bởi một cú tát của lâm thanh diện. Triệu văn ấn sợ hãi đến mức suýt chút nữa tiểu ra quần. Đám người công tôn tề cũng không phản ứng kịp với hành động đột ngột này của Lâm Thanh Diệt, thấy tôn khoan ngã xuống đất, công tôn tề đấm một đấm về phía Lâm Thanh Diệt. Dám giết người trước mặt tao, đúng là tìm chết. Lâm Thanh Diệt bình tĩnh, chặn nắm đấm của công tôn tề lại, rồi nhìn ba người đằng sau, lạnh lùng nói, mấy người lên cùng luôn đi. Công tôn tề lạnh lùng, hừ, một tiếng, nói, đúng là nói khoác không ngượng mồm, còn dám vọng tưởng muốn đánh cả bốn người bọn tao, mày vẫn nên nghĩ xem đi gặp Diêm Vương như thế nào đi. Nói xong, công tôn tề tiếp tục ra tay đánh Lâm Thanh Diệt, ba người phía sau cũng chỉ mong mau chóng giải quyết xong Lâm Thanh Diệt, hoàn toàn không quan tâm đến việc ỉ đông hiếp ít gì, hơn nữa ban nãy Lâm Thanh Diệt cũng bảo bọn họ cùng nhau lên. Ba người lập tức gia nhập vào trận chiến, cùng với công tôn tề ra tay đánh Lâm Thanh Diệt. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lui sang một bên, để lại không gian cho bọn họ đánh nhau, lâm thanh diện có thể tát chết một người nếu như dính phải chắc chắn bọn họ không chết cũng bị thương bốn người đánh với một mình lâm thanh diện việc đánh nhanh thắng nhanh trong tưởng tượng của bọn họ không hề xuất hiện một mình lâm thanh diện đối phó bốn người bọn họ lại không tốn chút sức không có dáng vẻ gì là sắp ngã xuống cả chắc mấy người cảm thấy kỳ lạ sao một mình tôi có thể chống lại bốn người nhỉ lâm thanh diện cười nói thật ra một mình tôi còn có thể giết chết bốn người nói xong Lâm Thanh Diện không định chơi tiếp với bọn họ nữa, nội kinh bùng nổ, đấm vào một tên, tên đó lập tức mất mạng, ngã xuống đất. Sắc mặt công tôn tề thay đổi, khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, trong đầu lập tức xuất hiện một khả năng. Cậu, cậu là cao thủ nội kinh. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta cười, nói chúc mừng anh, đoán đúng rồi. Sau đó Lâm Thanh Diện lại ra tay với hai tên còn lại, bọn họ chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Thanh Diện giải quyết. Công tôn tề từng thấy sự đáng sợ của công tôn thắng, biết được cao thủ nội kinh là như thế nào, với thực lực của anh ta, cho dù có sống thêm 100 năm nữa, cũng chưa chắc đã có thể đánh lại. Vì vậy ngay lập tức anh ta đã chạy đi, bây giờ chỉ có chạy mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng Lâm Thanh Diện không cho anh ta cơ hội này, giây phút công tôn tề chạy đi, anh đã ở phía sau công tôn tề, ghé vào tai anh ta nói một câu, vội thế làm gì, nếu đã đến rồi, vậy thì không cần đi nữa lông tơ của công tôn tề đều dựng đứng lên, cảm giác như lâm thanh diện là ma quỷ bước lên từ địa ngục, vô cùng đáng sợ. Xin cậu, công tôn tề vẫn chưa nói hết câu, lâm thanh diện đã bóp cổ anh ta, vừa ra sức, tiếng xương vỡ giòn tan đã vang lên, công tôn tề ngã xuống đất rồi co giật. chương 664 kết thúc. Mọi người trơ mắt nhìn công tôn tề co quắp ngã trên mặt đất rồi dần dần nằm im bất động, trong lòng cảm thấy hết sức kinh hãi. Từ khi Lâm Thanh Diện phi con dao găm cắm vào dự ấn Đường tên ăn nói ngông cuồng đó, đến khi giải quyết xong công Tôn Tề cùng lắm là hơn 20 phút. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, ông chủ nhà họ Tôn Tôn Khoan và bốn người công Tôn Tề, cộng thêm một kẻ điếc không sợ súng đều đã mất mạng, điều này khiến mọi người ở đây đều hiểu Lâm Thanh Diện không hề nói đùa bọn họ. Lúc này, Triệu Văn Ấn đứng im tại chỗ, cơ thể liên tục run lên bần bật trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh lúc tôn khoan bị lâm thanh diện một tay đánh gãy cổ, môi ông ta trắng bệch, mồ hôi nhỏ ròng ròng. Buổi tiệc lần này là do ông ta và tôn khoan cùng tổ chức, giờ ngay cả tôn khoan, lâm thanh diện cũng đã giết, thì sao có thể buông tha ông ta chứ? Hơn nữa, lâm thanh diện dùng chưa tới ba chiêu mà đã hạ được một cao thủ mạnh mẽ như công tôn tề, điều này có nghĩa, dù ông ta có dùng hết sức chạy trốn thì cũng không thể thoát khỏi tay lâm thanh diện lâm thanh diện quay đầu nhìn về phía triệu văn ấn thấy ít hầu triệu văn ấn nhấp nhô bờ môi không kìm được run rẩy lâm thanh diện đi đến trước mặt triệu văn ấn nở nụ cười châm chọc hỏi chỉ còn lại mình ông ông có lời chăn chối gì cần nhắn nhủ không triệu văn ấn hít sâu một hơi nghĩ đến dù sao cũng sẽ chết chẳng bằng chết có khí phách một chút lâm thanh diện đồ ma quỷ mày đã làm trái quy tắc tùy tiện giết người mày cho rằng làm như thế thì có thể giữ được hiện trạng nhà họ Lâm của mày sao, đúng là nằm mơ. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói chẳng lẽ các người định ra tay với vợ con tôi thì không phải là làm trái quy tắc sao? Tôi chẳng qua dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi, khi người bị thiệt là các người thì các người lại bắt đầu nói những lời đường hoàng này sao? Hừ, dù có giải thích nữa thì mày cũng chỉ là một kẻ thô bạo, hôm nay có lẽ mày có thể lấy tính mạng của tao, nhưng nhà họ Lâm của mày đã là nỏ mạnh hết đà, Tao có chết đi thì nhà họ Lâm của mày vẫn sụp đổ thôi. Đây là số phận, dù mày có dẫy ruộng thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được. Triệu Văn ấn vẻ mặt đầy bi phẫn nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói ông tưởng nhà họ Lâm chúng tôi giống các người sao. Nếu như vậy thì tôi sẽ khiến ông hết hy vọng. Ông hãy đi gặp Diêm Vương báo tin đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Ra tay đi. Trừng trị. Nói xong mấy chữ ngắn ngủi. Lâm Thanh Diện lại cất điện thoại đi. Triệu Văn Ấn vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh đang làm gì, nhưng ông ta vẫn nghĩ, nửa năm nay nhà họ Lâm luôn bị nhầm vào, lại có lực lượng đến từ nước Mỹ âm thầm trợ giúp bọn họ, nên dù nhà họ nhà họ Lâm vẫn đứng vững không ngã thì cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, một mình Lâm Thanh Diện căn bản không đủ sức cứu vãn tình thế. Các vị, 10 phút nữa nhà họ Triệu và nhà họ Tôn sẽ biến mất khỏi kinh đô, tôi muốn mọi người hiểu dù nhà họ Lâm tôi kém cỏi thì cũng không phải ai cũng có thể động vào. 10 phút sau, nếu trong số các người còn ai muốn nhằm vào nhà họ Lâm thì tôi sẵn sàng tiếp các người. Lâm Thanh Diện cao giọng nói với mọi người ở đây. Trước khi đến đây, Lâm Thanh Diện cũng đã liên hệ được với quan lĩnh đồng thời biết được hiện tại toàn bộ lực lượng của quan lĩnh đều đang chờ lệnh anh. Với thực lực của quan lĩnh, muốn diệt trừ nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, 10 phút cũng có vẻ hơi dư thừa. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Triệu Văn Ấn lập tức cười nhạo một tiếng, nói: "Mọi người đừng nghe nó ở chỗ này nói khoác, mọi người đều biết tình hình bây giờ của nhà họ Lâm như thế nào, dù Lâm Thanh Diện có trở về thì sao chứ, nhà họ Lâm đã mang hết tiền cho thương hội Thiên Nguyên rồi, một mình nó không có khả năng cứu vãn cục diện lúc này của nhà họ Lâm." "Nên hôm nay dù nó có giết tôi, mọi người cũng nhất định phải đoàn kết phá hủy nhà họ Lâm, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giành lại thứ thuộc về mình." Mọi người lập tức bắt đầu đáp lại Triệu Văn Ấn. Đồng thời ra sức trách mắng Lâm Thanh Diện, nói Lâm Thanh Diện chẳng qua đang phô trương thanh thế mà thôi. Lâm Thanh Diện trầm mặc không nói, chỉ im lặng đứng đó. Đúng khoảng 10 phút về sau, điện thoại Triệu Văn Ấn liên tiếp nhận được tin nhắn. Thẻ ngân hàng số đuôi 4253 của ông đã bị phong tỏa. Khoản vay thương mại của ông đã bị ngừng lại. Công ty XX dưới tên ông đã bị đóng cửa vì làm trái quy tắc. Chỉ trong một lúc, Điện thoại của Triệu Văn Ấn liên tục có cuộc gọi đến. Đại ca, tình hình chỗ anh thế nào rồi? Sao mắt xích tài chính của công ty lại bị cắt rồi? Anh nhanh chóng lấy tiền quay vòng một chút đi. Chủ tịch, công ty chúng ta đã thất thoát 15.000 tỷ, hiện giờ cổ phiếu rất giá thảm hại, nếu khoản thất thoát này không được bổ sung thì công ty sẽ sụp đổ. Triệu Văn Ấn trợn mắt há mồm nhìn một màn này, ông ta chẳng thể ngờ chỉ trong 10 phút mà nhà họ Triệu của ông ta lại có thể xuất hiện nhiều vấn đề như vậy cứ đà này, e là cuối cùng nhà họ triệu sẽ tán ra bại sản. Điện thoại trên người tôn khoan cũng không ngừng vang lên, không cần nghĩ cũng biết, nhà họ tôn cũng đã gặp phải tình hình như nhà họ triệu. Mọi người mau nhìn xem, cổ phiếu nhà họ triệu và nhà họ tôn đều rất giá thảm hại, tất cả công ty dưới danh nghĩa bọn họ đã bốc hơi gần 30% giá trị. Lúc này, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đều ào ào lấy điện thoại di động ra xem xét tình trạng hiện tại của nhà họ Triệu và nhà họ Tôn hai người chủ nhà họ Triệu và chủ nhà họ Tôn đều đã lọt vào danh sách người thất tín, nói là công ty của bọn họ thâm hụt, không trả được các khoản vay, tất cả tài sản dưới danh nghĩa bọn họ đều đã bị phong tỏa. Mấy công ty dưới tên nhà họ Triệu và nhà họ Tôn đều bị tra ra làm trái quy tắc, nhân viên có liên quan đã bị điều tra rồi. Mỗi tin tức phát ra từ miệng mọi người đều là những tin tức đả kích có tính hủy diệt đối với nhà họ Triệu và nhà họ Tôn. Đến lúc này, mọi người mới hiểu, Lâm Thanh Diện không hề nói đùa bọn họ. Triệu Văn Ấn lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, nhưng mà ông ta lại cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ trên người thanh niên này. Cả người ông ta mềm nhũn, nghĩ đến nhà họ Triệu sụp đổ, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không buông tha mình, ông ta ngã vật ra phía sau, nằm trên mặt đất. Sau tối hôm đó, mọi kế hoạch ẩm ý nhằm vào nhà họ Lâm đều như rơi vào vũng bùn, Im lìm không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi về nhà, điều đầu tiên tất cả mọi người tham gia buổi tiệc hôm đó làm chính là cảnh cáo người nhà mình, vĩnh viễn không được trêu chọc vào nhà họ Lâm. Tất cả hành vi nhằm vào nhà họ Lâm dường như đã bị chi phối bởi sức mạnh vô hình, đều dừng lại vào đêm đó. Hôm sau, nhà họ Triệu và nhà họ Tôn vì quản lý kém cỏi, thâm hụt tài chính, nghi có dính líu đến một loạt hành vi làm trái quy tắc, tuyên bố phá sản, làm chấn động toàn bộ kinh đô. Không ai tham gia bữa tiệc tiết lộ ra ngoài tin tức Lâm Thanh Diện trở về, vì sau khi chứng kiến thủ đoạn giết người của Lâm Thanh Diện, bọn họ đều không muốn vì lắm lời mà dẫn tới họa sát thân. Địa vị nhà họ Lâm ở kinh đô lại tiếp tục được củng cố vững chắc, mọi người ở kinh đô đều bàn tán sôi nổi về việc phá sản của nhà họ Triệu và nhà họ Tôn, các loại tin đồn ùn ùn xuất hiện, thậm chí còn trở thành chuyện kể lưu truyền rộng rãi trong lúc mọi người nhàn rỗi không ít người cảm thấy nhà họ Lâm vượt qua nguy cơ lần này đều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ của hứa Bích Hoài, liên thủ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Tôn đã thất bại, trong chuyện kể của người kể chuyện, cô nghiễm nhiên trở thành một nữ chiến thần. Thậm chí không ít người nói hứa Bích Hoài đã mang thai rồng, trời ban điềm lành, nên mới vượt qua nguy cơ lần này, tóm lại các loại phiên bản, từ khoa trương đến huyền bí, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của rất nhiều người. Trước cửa công ty nhà họ Tôn, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt vẻ kích động dẫn theo một đứa bé 7, 8 tuổi đi tới nơi này. "Lỗi lỗi ngoan, chúng ta sắp gặp được chú con rồi, chú con là người có máu mặt của nhà họ Tôn, chú quản lý mười mấy người trong tòa nhà lớn này đấy. Lát nữa, chúng ta sẽ bảo chú con ra tay tìm ra đồ không biết xấu hổ trên ô tô đó, rồi sẽ trừng trị nó thật tàn nhẫn nhé." Người phụ nữ trung niên cười nói. Đứa bé nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến sắp có thể báo thù, trong lòng cũng trở nên kích động. Hai người đến trước cửa tòa nhà công ty, lại nhìn thấy trên cửa đã dán giấy niêm phong. Người phụ nữ trung niên vẻ mặt đầy nghi hoặc, không rõ đây là thế nào, đúng lúc này bảo vệ cổng thu dọn xong đồ đạc đi ra, bà ta nhìn thấy vội bước nhanh đến. "Chàng trai, chúng tôi là thân thích của nhà họ Tôn, tới muốn gặp thân thích nhà tôi một chút, cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi hay không?" Người phụ nữ trung niên nói. Bảo vệ quan sát bà một chút, khinh bỉ nói, "Nhà họ Tôn cũng đã sụp đổ rồi." Các người còn tới đây tìm thân thích gì chứ? Trong tòa nhà này, người bị bắt, người chạy trốn, hai người thật không sợ chọc phải phiền phức sao mà còn dám nhận thân thích nhà họ Tôn? Cậu nói cái gì, nhà họ Tôn sụp đổ rồi ư? Bà ta sợ hãi kêu lên. Bà không nhìn thấy đã dán giấy niêm phong hết rồi sao? Bảo vệ tiếp tục nói, rồi chẳng thèm để ý đến bà ta nữa, quay người rời đi. Người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn giấy niêm phong trên cửa, im lặng thật lâu chương 665, bà không có tư cách đó. Nhà tổ nhà họ Lâm. Trong sân trước phòng của hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện vẻ mặt căng thẳng đi đi lại lại. Những người có vai vế nhà họ Lâm, bao gồm Trần Tài Anh và hướng Vấn Thiên đều ở nơi này, vẻ mặt hết sức mong đợi. Trong phòng, bác sĩ khoa phụ sản giỏi nhất Kinh Đô đã có mặt từ sớm, hôm nay là thời gian hứa Bích Hoài chuyển dạ. Hứa Quốc Hoa và Tôn Tuệ Phương không kìm được vui vẻ, rõ ràng người đã từng trải qua chuyện như vậy bình tĩnh hơn người chưa từng trải. Lúc này vẻ mặt Trung Linh Nhi cũng đầy kích động, một mình đứng ở cửa, hai mắt nhìn chầm chầm cửa phòng, trong miệng thỉnh thoảng nói thầm vài câu, cũng không biết đang nói cái gì. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Trần Tài Anh, hỏi cậu chắc chắn tòa nhà bên cạnh đã bố trí đủ người, sẽ không xuất hiện bất luận kỳ tình huống bất ngờ gì chứ? Chắc chắn, ba người Lý Phủ Đồ đã chia nhau canh giữ ở ba hướng của nhà tổ, còn có đông đảo đàn em nhà họ lâm đã vây kín nhà tổ con kiến cũng không thể chui lọt anh cứ yên tâm đi trần tài anh có chút bất đắc dĩ nói hôm nay lâm thanh diện giống như mất trí nhớ cùng một vấn đề nhưng anh đã hỏi anh ta ba lần rồi lâm thanh diện lại quay đầu nhìn về phía hướng vấn thiên hỏi ông chắc chắn tất cả thầy thuốc giỏi nhất của kinh đô đều đã sẵn sàng chứ một khi bên trong xuất hiện chuyện gì bọn họ đều có thể lập tức chạy tới chứ bọn họ đang nghỉ ngơi ngay trong phòng khách đấy hay là cậu đi cùng tôi nhìn một chút. Hướng vấn thiên dở khóc dở cười nhìn Lâm Thanh Diện. Thế thì không cần, tôi tin tưởng ông. Nghe câu trả lời của Lâm Thanh Diện, hướng vấn thiên suýt nữa thì thổ huyết. Trong lòng thầm nói, tin tưởng tôi mà có một vấn đề cậu đã hỏi tôi mười mấy lần rồi, đây rõ ràng là không hề tin tôi mà. Lâm Thanh Diện, cậu không cần căng thẳng như vậy, sinh con thôi mà, không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cậu hãy thả lỏng một chút là được rồi. Tôn Tuệ Phương cười an ủi Lâm Thanh Diện. Chị Tôn, chị nói đúng, nhưng tôi cũng không biết tại sao tôi luôn cảm thấy không an tâm." Lâm Thanh Diện trả lời. "Bình thường, chưa từng trải qua chuyện này, dù đàn ông bình tĩnh nữa mà chờ ngoài phòng sinh của bà xã thì đều căng thẳng thôi, lát nữa, sau khi đứa bé được sinh ra thì cậu sẽ an tâm thôi." Hứa Quốc Hoa cũng cười nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy mình không thể tỏ vẻ căng thẳng như vậy, không thể để con gái mình vừa sinh ra đã nhìn thấy chuyện cười của mình được. Ừ, mình phải trầm ổn một chút, nhất định phải để lại cho nó hình ảnh một người ba nghiêm túc từ ngay khi nó được sinh ra. Lúc này Lâm Thanh Diện chú ý tới Trung Linh Nhi đang đứng ở cửa ra vào lẩm bẩm, lập tức đi tới, mở miệng hỏi cô ở chỗ này lẩm bẩm cái gì thế. Trung Linh Nhi quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói tôi đang lo lắng vấn đề sau này nên gọi anh là ba chồng hay là anh trai, anh nói xem tôi nên gọi thế nào mới tốt. Lâm Thanh Diện lập tức đen mặt lại anh còn chưa nói cho Trung Linh Nhi, khi siêu âm thai, hứa Bích Hoài đã biết cái thai trong bụng là con gái rồi, nên con bé này vẫn cho rằng cái thai trong bụng hứa Bích Hoài là con trai. Mà dựa theo thỏa thuận trước kia giữa Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi thì nếu cô theo đuổi con trai Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện không thể can thiệp. Khủ khủ, tại sao cô lại tin chắc chắn là con trai chứ, ngộ nhỡ là con gái thì sao, tôi cảm thấy cô đừng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó nữa lâm thanh diện sợ nếu mình nói sự thật với trung linh nhi dưới tình thế cấp bách cô có thể vọt thẳng vào phòng để tìm hiểu thực hư nên hơi ám hiệu một chút trung linh nhi lập tức trừng mắt với lâm thanh diện nói lâm thanh diện anh nói vậy là có ý gì có phải anh định quyệt nợ hay không em nói anh biết em đã dựa vào phương pháp trên mạng quan sát chị dâu từ rất lâu rồi rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy chị dâu mang thai con trai lâm thanh diện vẻ mặt đầy xấu hổ không nghĩ tới Trung Linh Nhi vậy mà lại tin tưởng mấy cái phương pháp trên mạng, chẳng lẽ mấy phương pháp trên mạng lại đáng tin hơn so với kiểm tra khoa học sao? Hừ, em nói anh biết, chờ con anh ra đời, tuyệt đối đừng để em làm mẹ nuôi nó, sau này em muốn làm bà xã của nó, nếu không đến lúc đó sẽ lộn xộn cho coi." Trung Linh Nhi ngẩng đầu nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm trước hết cứ để cô tạm thời đắm chìm trong ảo tưởng này một lát, lát nữa, sau khi con được sinh ra, cô sẽ biết những thứ trên mạng kia là không khoa học. Mọi người ở đây đều đang sốt ruột chờ đợi thì một người giúp việc của nhà họ Lâm chạy tới, có chút vội vã nói, ông chủ, bên ngoài có một người tự xưng là mẹ vợ anh nhất định đòi xông vào, chúng tôi đã chặn bà ta ở sân trước, anh mau tới xem một chút đi. Lâm Thanh Diện nhướng mày, lập tức nghĩ đến Tống Huyền Khanh. Đúng là người phụ nữ điên, lẽ nào ngày bích hoài Lâm bồn mà bà ta còn tới gây ẩm ý? xem ra lúc trước ly hôn đúng là một lựa chọn chính xác. Hứa quốc hoa cũng đoán được là ai, lập tức tức giận nói. Để tôi đi nhìn xem trước, mọi người cứ chờ ở đây, nếu Bích Hoài sinh thì nhất định phải gọi tôi trước tiên. suốt lời, Lâm Thanh Diện đi tới sân phía trước. Mọi người đều gật đầu. Ở sân trước, Tống Huyền Khanh đang hùng hổ đối chất với 10 đàn em của nhà họ Lâm, hai bên đang dương cung bạt kiếm, Lý Phủ Đồ đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ không thèm nói lý phía dưới. Các người mau tránh ra cho tôi, tôi nói các người biết, hứa bích hoài là con gái tôi, nó sinh con, tôi đến thăm là chuyện chính đáng, không ai trong các người có thể cản tôi. Tống Huyền Khanh cây ngay không sợ chết đứng nói. Mấy đàn em nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh không biết nên làm sao, nếu như người muốn xông vào là người khác, bọn họ đã sớm ra tay bắt lại rồi, nhưng người trước mắt này là mẹ của hứa bích hoài. Bọn họ căn bản không dám ra tay lỗ máng, nên chỉ có thể ngăn bà ta ở chỗ này. Hơn nữa các người đừng tưởng bà đây không biết đồ vô dụng Lâm Thanh Diện kia đã chết. Bây giờ con gái tôi là người quản lý nhà họ Lâm. Tôi là mẹ Bích Hoài. Lẽ ra các người phải đối với tôi như tổ tông của các người. Thế mà giờ các người lại chặn tôi. Nếu Bích Hoài biết được, chắc chắn nó sẽ thay tôi đánh gãy chân chó của các người. Lúc này, sở dĩ Tống Huyền Khanh dám đến Kinh Đô là vì nghe được tin Lâm Thanh Diện đã chết. Chuyện này đang được đồn đái ẩm ý ở Kinh Đô nên tin này cũng đã lan đến Hồng Thành. Sau khi nghe được tin này, bà ta cảm thấy như mình đã loại bỏ được một kẻ địch lớn, bà ta còn thăm dò được bây giờ nhà họ Lâm là do hứa Bích Hoài làm chủ, nên bà ta muốn đến để hưởng phúc theo. Tống Huyền Khanh không làm gì được Lâm Thanh Diện, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn đối với con gái và đồ hèn hứa quốc hoa đó, con gái bà ta thích mềm không thích cứng, bà ta chỉ cần dở chút thủ đoạn thì chắc chắn hứa Bích Hoài sẽ mềm lòng khi đó bà ta sẽ trở thành mẹ của người cầm quyền gia tộc lớn nhất kinh đô tất nhiên là có thể làm mưa làm gió mau tránh ra cho tôi lâm thanh diện chết rồi con gái tôi là lớn nhất ở đây tôi là mẹ nó các người cảm thấy các người có thể chọc nổi tôi không tống huyền khanh lại lẩm bẩm sau đó định xông vào bên trong có lẽ lại khiến bà thất vọng rồi tôi vẫn còn sống rất khỏe mạnh ngay lúc này giọng lâm thanh diện vang lên cơ thể tống huyền khanh lập tức cứng đờ vội ngẩng đầu nhìn sang thì thấy lâm thanh diện đang đi về phía bà ta bà ta lập tức trợn tròn mắt nỗi sợ đối với lâm thanh diện theo bản năng lại ùa về cậu sao cậu vẫn còn sống không phải cậu đã chết rồi sao tống huyền khanh run rẩy nói người khác nói thì bà tin ngay sao chẳng trách bà bị người ta lừa mất khách sạn lâm thanh diện châm chọc tống huyền khanh sắc mặt khó coi sau đó hít sâu một hơi nói lâm thanh diện dù sao đi nữa tôi cũng là mẹ của Bích Hoài, dù sao tôi đã tới đây rồi, cậu còn định đuổi tôi đi sao? Hôm nay là ngày Bích Hoài chuyển dạ, tôi không hy vọng có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên bà đến từ đâu thì hãy về đó đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với bà. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh trừng mắt, nói, hôm nay Bích Hoài Lâm bồn ư. Chuyện lớn như vậy mà các người lại không cho tôi biết, các người còn coi tôi là bề trên hay không? Không được, Hôm nay tôi nhất định phải đi vào, con gái tôi sinh con, người làm mẹ như tôi sao có thể không ở bên cạnh nó chứ? Các người mau tránh ra cho tôi, sinh con là chuyện lớn, tôi kinh nghiệm phong phú, để các người đỡ đẻ cho Bích Hoài, tôi không yên lòng. Lâm Thanh Diện cảm thấy không còn gì để nói, nếu quả thật để bà ta đi vào thì anh mới đúng là không yên lòng. Bà mau rời khỏi đây đi, tôi không muốn phí lời với bà. Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện, cậu có là người hay không? Con gái tôi sinh con, tại sao cậu không cho tôi đi vào?" Tống Huyền Khanh hét lên. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói, "Bởi vì bà không có tư cách đó." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 665.